Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện dài Casino của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Xin lỗi chị Xuyến, tôi là Nghĩa, em của anh Hiếu. Anh Hiếu đang bận tiếp khách, anh ấy bảo tôi trả lời chị. Chị cần gì cứ nói với tôi vì tôi cũng như là cánh tay mặt, cùng làm ăn chung với anh Hiếu. Xuyến thất vọng vì không gặp trực tiếp Hiếu. Tuy nhiên vì đang quá sốt ruột nên nàng hỏi luôn người phụ tá của Hiếu. Anh là em anh Hiếu hả? Cái ông Việt Kiều Úc bị bắt ở phi trường đó. Anh Hiếu biết chưa? Sao tôi không thấy anh điện cho tôi? Người kia bình thản đáp. Chúng tôi biết chứ, nhưng ông ấy bị bắt có dính dáng gì đến mình đâu. Với lại mấy bữa nay anh Hiếu bận quá nên không gọi cho chị. Bộ chị quen ông Việt Kiều bị bắt hay sao? Xuyến buồn rầu đáp. Không, tôi đâu có quen. Tôi chỉ cần biết là anh Hiếu tính sao về tôi đây này. Đầu dây bên kia lại tò mò hỏi thêm. Anh Hiếu đã giao hàng cho chị chưa? Giao rồi, giao cả mấy bữa nay rồi. Anh không biết hay sao mà còn hỏi? Chị làm ăn chung với anh Hiếu lâu chưa? Xuyến buột miệng đáp bằng giọng hơi gay gắt. Tôi đi chuyến đầu, tôi có làm việc này bao giờ đâu. Bởi vậy nghe tin người ta bị bắt, tôi sợ quá tôi mới gọi anh Hiếu. Ông ấy đâu rồi? Như vậy chị cũng là Việt Kiều ở Úc về phải không? Xuyến bực mình vì câu hỏi ngớ ngẩn nên sẵn giọng đáp. Chứ còn gì nữa, anh bảo ông Hiếu gọi lại cho tôi gấp nhé. Đầu dây bên kia người đàn ông ôn tồn níu kéo. Thưa chị thông cảm cho, có mấy người khách đặc biệt anh Hiếu cần gặp để giải quyết gấp vài công chuyện. Chị cần hỏi gì thì chị cứ hỏi tôi. Anh ấy đã giao phone của anh ấy cho tôi để tiếp chuyện chị mà. Chị ngại nói chuyện với tôi thì cũng được, để lát nữa tôi bảo anh Hiếu gọi lại cho chị, hoặc tôi bảo anh ấy chạy lại gặp chị. Chị vẫn ở khách sạn Sài Gòn phải không? Xuyến toan trả lời thì mới sực nhận ra có cái gì bất thường trong mẩu đối thoại vừa rồi với Nghĩa, làm nàng khựng lại và lập tức đổi đề tài. Năm mới chúc anh mạnh giỏi, anh bảo anh Hiếu gọi gấp cho tôi nhé. Cúp phone rồi, Xuyến mới thực sự kinh sợ vì sự nông cạn của mình. Hiếu đã dặn chị Năm cũng mấy lần nhé, là không nói chuyện business qua phone. Vậy mà Xuyến lại hớ hênh khai hết, rồi đường dây điện thoại bị nghe lén thì làm sao chối tội. Chỉ vì bản tin ông Việt Kiều bị bắt làm Xuyến mất hết cả bình tĩnh đến độ bất cẩn, làm trái lời Hiếu. Xuyến lại càng bàng hoàng hơn khi phát hiện thêm một điều rất đáng ngờ vực ở người đàn ông tên là Nghĩa tự giới thiệu là em của Hiếu. Nếu quả thực Nghĩa làm ăn chung với Hiếu, là cánh tay mặt của Hiếu, thì sao còn phải hỏi chị cũng là Việt Kiều từ Úc về phải không? Và nếu là người của Hiếu thì Nghĩa phải biết Xuyến đang ở khách sạn đệ nhất, chứ sao lại hỏi lầm là khách sạn Sài Gòn. Càng nghĩ Xuyến càng thấy mình quá sức ngây ngô và sơ hở, nói chuyện với một đứa chả biết gì cả. Nhưng Xuyến lại tự hỏi người đó là ai mà trả lời điện thoại thay cho Hiếu. Nếu không phải là em Hiếu thì chắc chắn cũng phải là một người rất gần gũi với Hiếu thì mới được Hiếu trao điện thoại cầm tay. Đang lay hoay với hàng loạt câu hỏi đặt ra thì lại có tiếng phone. Nàng mong không phải là Bảo, vì nàng không còn đủ điềm tĩnh để tiếp chuyện Bảo trong lúc này. Nhìn số phone lạ, Xuyến vừa hồi hộp vừa mừng rỡ vì đoán là chị Năm từ Úc gọi sang. Nàng như người đang sắp chết đuối, cần vớ đại một cái phao nào đó. Thì quả nhiên đúng như Xuyến đoán, chị Nam vừa nói hello, Xuyến nhập đề ngay. Em cũng đang định gọi cho chị đấy này, em vừa đọc báo, thế có ông Việt Kiều Úc bị bắt ở phi trường. Chị Nam sốt ruột ngắt lời. Chị cũng kêu em về chuyện đó đây nè, bây giờ nghe chị dặn ngang, em check out hotel, đổi chỗ ngay lập tức, không ở được đó nữa đâu nghe không? Xuyến sợ hãi hỏi. Sao vậy chị, em gọi cho anh Hiếu mấy lần, anh ấy không trả lời, may quá chị kêu, tại sao phải đổi chỗ, hả chị? Chị Năm sửng sốt kêu lên. Trời đất ơi, em mới kêu cho thằng Hiếu hả? Vậy là chết cha rồi. Xuyến càng hoảng hốt hỏi thêm. Sao vậy chị? Chị Năm thở mạnh vắn tắt giải thích. Trời ơi, thằng Hiếu bị bắt rồi. Hải quan bắt ông Hưởng ở phi trường á. Ông Hưởng khai ra thằng Hiếu. Ông Hưởng bị bắt bữa 29. Trời ơi, mới ngày hôm qua này mùng 1 Tết, họ mới đến bắt thằng Hiếu ở nhà lúc 5 giờ sáng. Trời ơi, tao mới biết đi thôi à. Sáng hôm qua gọi phone cho em đó, chị còn chưa biết mà. Công an bắt thằng Hiếu, tất nhiên là họ giữ điện thoại cầm tay của thằng Hiếu để theo dõi những ai nghĩa là quan hệ với nó. Em kêu cho nó tức là công an biết số phone của em rồi. Em nói gì với thằng Hiếu vậy? Đến lượt Xuyến căng thẳng thốt lên.
Vậy là chết cha em rồi. Vậy bây giờ làm sao hả chị? Cùng với câu hỏi ấy, Xuyến sực nghĩ ra một điều ghê gớm hơn nữa, là mình vừa nói chuyện với công an, vừa khai toạc mọi chi tiết với công an mà cứ tưởng là thằng em của Hiếu. Buôn bạch phiến là tội phạm quá nặng nề ở xứ này, cho nên khi bị tóm, bắt buộc cái ông Hưởng nào đó phải tìm cách gỡ tội cho nhẹ bớt bằng cách khai ra thủ phạm chính là Hiếu, đổ hết cho Hiếu chứ ngu gì ông gánh một mình. Bắt được Hiếu có nghĩa là phanh ra được đường dây quan trọng rồi, công an mới phổ biến bản tin trên báo và cũng chỉ nói đến ông Hưởng, Việt Kiều, chứ hoàn toàn không nhắc gì đến Hiếu và có thể còn nhiều tòng phạm chung quanh Hiếu. Xuyến thấy nghẹt thở như người lên cơn xuyễn, đang sắp tắc nghẹn trong lồng ngực. Nhưng Xuyến không biết rằng đầu dây bên kia, chị Năm cũng lo không thua gì Xuyến từ lúc biết Xuyến đã vô tình nói chuyện với công an bằng điện thoại của Hiếu. Xuyến bị gài mà Xuyến không ngờ. Im lặng một chút, chị Năm bảo: "Bây giờ ha, em bình tĩnh nghe chị nói nè. Chị lo là lo cho em thôi. Bị đằng nào thằng Hiếu nó cũng vô tù rồi. Chị không muốn em bị bắt như nó, tội nghiệp em. Nhưng mà em phải làm đúng y như lời chị dặn nghe." Xuyến nghẹn ngào đáp: "Vâng vâng, thì chị cứ nói đi." Dĩ nhiên chị Năm phải lo cho Xuyến chứ, bởi Xuyến đang giữ trong tay món hàng bạc triệu của chị. Ông Hưởng vừa bị bắt, chị đã bị thiệt hại quá lớn rồi. Nếu Xuyến cũng lại vào tù thì chị đến bỏ nghề mà thôi. Chị nói: "Ba chuyện mà em phải làm liền nè: đổi chỗ ở, đổi điện thoại và đổi vé máy bay. Chị nhắc lại nghe, phải làm liền. Check out, dọn đi chỗ khác. Nhất là điện thoại, em giục liền, mua cái khác. Bữa nay chị kêu em là bằng điện thoại công cộng, chứ đâu có dám xài phone của chị. Em cũng vậy nghe, cần kêu chị dùng thẻ, xài public phone. Em nhớ chưa? Rồi đổi vé máy bay đi, về ngày khác. Tuyệt đối là không cho ai biết ngày của em về. Ông Hưởng chỉ vì sơ hở mà có đứa báo cho hải quan. Thôi em làm đi, bye em." Xuyến mếu máo nói: "Chị ơi, nhưng mà em bị lộ rồi. Em không dám giữ cái món hàng của chị nữa đâu. Em quăng đi đây." Chị Nam biết điều này Xuyến nói rất thật. Những người mới vào nghề không phải bỏ vốn ra mua, lại cũng không phải là dân nghiện xì ke, thì không thể nào biết được giá trị của mặt hàng. Họ sẽ quăng đi ngay để bỏ của chạy lấy người. Bởi vậy chị Nam vừa phải dọa vừa dụ dỗ: "Trời ơi, đừng có giỡn mặt em. Chị dặn hờ là dặn vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Có điều là em phải dọn đi chỗ khác, chỗ khác nó an toàn hơn." Xuyến cũng gắt lại: Chị không muốn em đổ đi thì chị cho người khác tới lấy đi, em trả lại. Lúc nãy em lỡ tiết lộ với công an biết mọi chi tiết về em rồi, vì em tưởng đó là người của anh Hiếu. Chị phải lo cho người khác tới lấy hàng đi, em không có giữ nó đâu." Chị Năm thở dài rồi nói: "Trời ơi Xuyến ơi, nghe chị nói nè, thằng Hiếu nó bị bắt, tức là nguyên một băng nó đều bị theo dõi rồi. Biết đâu thằng Hiếu nó khai hết trơn rồi. Bởi vậy chị đâu có dám tin ai nữa đâu mà biểu nó tới gặp em. Rủi tụi nó gặp em, công an nó gài người theo dõi thì sao? Thôi mà Xuyến ráng giúp chị đi. Em gửi ở đâu đó đó, em bỏ vô trong vali, gửi ở nhà người quen, đâu có ai biết đâu. Rồi chị sẽ bay về chị lấy, vài bữa thôi, chị sẽ về gặp em." Xuyến không biết tính sao đành chấp nhận. Dù sao thì cách giải quyết ấy cũng chứng tỏ chị Năm có thiện chí và ân tình đối với Xuyến. Xuyến không hiểu rằng dù Xuyến có đi tù chung thân đi chăng nữa, chị Năm cũng đâu có thèm quan tâm. Mối lo của chị chỉ là món hàng đắt giá đang nằm trong vali của Xuyến mà thôi. Xuyến vớt vát nhắc: "Chị về liền nha. Em chờ ngày mai mà em không thấy chị là em đổ đi hết á. Chị đừng có trách em. Ông Hiếu bị bắt rồi, tất nhiên là ông khai tên em rồi." Chị Năm trấn an: "Thì đây nè, chị đi hỏi vé máy bay rồi chị bay vô liền đây nè. Có chuyến là bay liền, bay liền. Thôi em ráng giữ giùm chị nghe. Thôi nghe, nhớ đổi điện thoại rồi báo cho chị biết liền nghe." Chị Năm cúp phone rồi, Xuyến đứng ngây người như pho tượng, đầu óc hoảng loạn, nước mắt cứ trào ra không biết phải làm gì. Nàng thơ thẩn bước đi trên sân khách sạn như kẻ mất hồn. Cho nên thay vì quay lại cửa chính thì Xuyến lại lang thang ra đường. Một lúc sau định thần lại, nàng mới chạy nhanh vào lobby và leo lên phòng. Cuộc đời nàng thăng trầm đã nhiều, nhưng chưa bao giờ phải đối phó với một tình huống đen tối như hôm nay. Nàng kéo cái vali dưới gầm giường ra, lôi ba cái quần lót và cặp nịt vú nhét vào cái túi ni lông, cột lại để riêng ra một chỗ cho dễ giấu, hoặc nếu cần thì quăng đi. Rồi bao nhiêu quần áo đang treo trong closet, nàng cua xuống, vo tròn lại và nhét hết vào cái vali lớn, cùng cái vali nhỏ mà nàng thường kéo lên máy bay và hai cái túi vải cỡ trung. Đồ make up,
bày đầy trên quầy phòng tắm, nàng đẩy hết một cái túi thứ ba, sau cùng là giày dép, chỗ nào nhét được là cứ nhét, không còn gượng nhẹ như ngày mới về ăn Tết. Xuyến nhìn quanh căn phòng rồi cố lấy lại bình tĩnh suy nghĩ xem bây giờ dọn đi đâu. Ở đâu thì nàng cũng phải xuất trình passport để khách sạn đăng ký tạm trú cho nàng. Một khi công an đã biết tên tuổi Xuyến thì trốn đâu cho thoát. Chỉ có cách về nhà Hiên và hy vọng chị Năm sẽ giữ đúng lời hứa, một hai hôm nữa bay vào gặp Xuyến. Xuyến lấy cái cell phone kêu cho Hiên. Nàng cần ra khỏi khách sạn này càng nhanh càng tốt. Nàng nghe giọng Hiên hớn hở nói: "Chị xong chưa? Em với con Phượng đang đứng dưới sân khách sạn đây này, tụi em tới rồi. Chị xong chưa, xuống liền đi, tụi em ngồi chờ trong xe." Xuyến cố lấy giọng bình tĩnh bảo Hiên: "Mày với con Phượng lên phòng tao, khuân hành lý xuống giùm tao nha." Hiên ngạc nhiên hỏi: "Ủa, đi đâu mà khuân hành lý?" Xuyến sốt ruột nói nhanh: "Chị cứ lên đi phụ tao một tay." Dứt lời, Xuyến mở hé sẵn cánh cửa phòng rồi quay vô một vòng xem có còn sót lại gì không. Nàng đặt bàn tay lên ngực, hít thở thật mạnh như mỗi lần tập thể dục để giảm bớt căng thẳng, hầu có thể che giấu nỗi lo sợ hiện trên nét mặt. Mấy phút sau, Phượng và Hiên đẩy cửa bước vô, ngơ ngác thấy đống hành lý của Xuyến để ngổn ngang ngay lối vào. Phượng tròn mắt hỏi: "Ủa, mày định đi đâu thế này?" Xuyến cúi xuống xách cái túi vải đặc biệt trong đó đựng bạch phiến cầm khư khư trong tay, đồng thời cũng cố ý tránh, không muốn để Phượng nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nhợt nhạt của mình. Xuyến bảo: "Ừ, ở đây không được, ồn ào quá. Tết nhất đêm nào cũng party, mở nhạc ầm ầm á, tao ngủ không được. Thôi phải dọn đi." Phượng lắc đầu chia sẻ: "Nhưng mà mày đổi khách sạn nào thì ngày Tết cũng thế thôi à." Xuyến nhìn Hiên dò xét: "Ê Hiên, tao về nhà mày một hai hôm được không?" Hiên vui mừng gật đầu nhấn mạnh: "Được chứ sao không, bố mày em mong muốn chết luôn vậy đó à. May quá hôm nay có xe hơi của con Phượng nè." Phượng gạt đi bảo Hiên: "Thôi mày ơi, nhà mày bằng cái lỗ mũi, lại là tìm ăn á, khách hứa đầy quán, ngày nào cũng ồn như cái chợ á. Con Xuyến nó về đấy, nó chui vào đâu? Chả nhẽ nó ngủ chung với vợ chồng mày à? Ông Trịnh coi lù đù như thế mà cũng không có hiền đâu. Sao mày bây giờ mày lại đằng tao đi, ở tạm nhà tao, có phòng riêng đàng hoàng." Xuyến mừng rỡ nói ngay: "Ôi như thế thì tốt quá, nhưng mà liệu ông Cung nhà mày có cằn nhằn gì không?" Phượng cười khẩy: "Ôi tao chỉ sợ mày cằn nhằn thôi, chứ chồng tao thì mày biết rồi đó, hễ thấy gái là mắt sáng lên à." Xuyến dáng cười lớn để che giấu cơn bão táp trong lòng. Lập tức ba đứa chia nhau khuân hành lý, chỉ một chuyến là xong. Trong lúc Hiên và Phượng chất đồ lên xe thì Xuyến chạy lại quầy check out. Cô nhân viên khách sạn ngạc nhiên vì Xuyến đột ngột bỏ đi. Xuyến giải thích: "Ở đây thì chị thích lắm, nhưng mà có người nhà đón về ăn Tết." Hàng trả tiền phòng rồi vội vã bước ra sân, lên xe dục Phượng phóng đi. Xuyến hối hả muốn ra khỏi khách sạn càng nhanh càng tốt, bởi cứ như lời chị Năm cảnh báo thì công an có thể ập đến bắt nàng bất cứ lúc nào, sau khi nàng đã hứa hênh nói chuyện với họ qua điện thoại mà không hề biết. Từ trong lobby bước ra sân, Xuyến thấy bà Toàn vừa xuống taxi. Người đàn bà nhân hậu ấy hôm nay mặc áo dài nhung màu xanh đậm, chắc mới đi chúc tuổi hoặc đi lễ chùa về. Xuyến cúi đầu đưa cái bóp lên che mặt để bà khỏi nhìn thấy và giữ chân nàng lại. Nàng đi như chạy về phía xe của Phượng, mở cửa sau chui vào và giục: chạy đi Phượng." Phượng bật máy xe và hỏi: "Ủa, mày làm gì mà mày cuống lên vậy?" Xuyến làm bộ phân trần: Không, tại có mấy người quen trong lobby, toàn là Việt Kiều không à, tao ngại gặp." Xe lăn bánh, Hiên đột ngột bảo Phượng: "Tết mà không cho đốt pháo cũng mất vui mày ha." Phượng góp ý: "Vậy mà năm nào cũng có người chết cháy vì sản xuất pháo lậu. Có năm nổ nguyên cả kho pháo lậu ở bên Gò Vấp, cả chục người cháy thành than. Tao thấy cấm pháo là phải, tốn tiền mà nguy hiểm." Ngồi ở băng sau với cái túi đựng bạch phiến để sát bên cạnh, Xuyến cứ thừ người nhìn qua cửa kính bằng cặp mắt thất thần. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá như cơn gió lốc cuốn Xuyến lọt vào giữa. Nàng cực kỳ hối hận, tự trách mình đã quá dại dột. Đáng lẽ lúc phone cho Hiếu mà không gặp, Xuyến phải cúp điện thoại ngay mới đúng. Đằng này Xuyến bị công an gài mà không biết, cứ khơi khơi tuôn ra hết mọi chi tiết về việc làm của mình. Cái thằng đàn ông nào đó tự xưng là Nghĩa, em của Hiếu, đặt ra những câu hỏi rất ngây ngô, chứng tỏ gã không thể là người làm ăn chung với Hiếu được. Thế mà Xuyến không nhận ra, cứ thản nhiên khai báo hết hành tung của mình. Những câu hỏi có tính cách điều tra của Nghĩa, cho thấy là Hiếu tuy bị bắt nhưng không hề khai ra Xuyến.
Bởi nếu Hiếu đã khai rồi thì Nghĩa đâu còn phải hỏi Xuyến những câu quá đơn giản ấy nữa. Xuyến giận mình đã không nhìn ra những điều sơ đẳng ấy khi nói chuyện với Nghĩa. Bây giờ thì muộn quá rồi, tất cả đều do từ miệng Xuyến thành khẩn khai báo với công an để trở thành kẻ tội phạm nghiêm trọng mà chắc chắn chính quyền đang lùng bắt. Cách giải quyết duy nhất để gỡ cho Xuyến là quăng bỏ túi bạch phiến đi, rồi ngày mốt lên máy bay trở về Úc một cách bình thường. Đương nhiên, Xuyến sẽ bị chặn xét ở phi trường vì tên Xuyến đã nằm trong hồ sơ đen. Nhưng hải quan không phát hiện được gì thì Xuyến vẫn kể vô tội. Nghĩ thì đơn giản như thế, nhưng cái khó là Xuyến không thể dễ dàng vứt bỏ món hàng bạc triệu của chị Năm được. Chị sẽ không tha cho Xuyến khi Xuyến trở lại Úc. Xuyến chỉ còn hy vọng nội hôm nay hay ngày mai, chị Năm sẽ bay vào Việt Nam để Xuyến giao lại 3 cái quần lót và cặp su chiêng cho chị, rồi từ đây vĩnh viễn sẽ không bao giờ liên lạc với chị Năm nữa. Ngồi ở phía trước, Hiên và Phượng nói chuyện huyên thuyên, ngạc nhiên thấy Xuyến không tham gia gì cả. Hiên quay lại bảo Xuyến: "Em không có ngờ là chị nặng tình với anh Bảo đến như thế, xa nhau một tí mà cứ như người mất hồn. Tươi lên đi chứ, chiều nay gặp lại nhau rồi." Xuyến xấu hổ lắm, nàng cũng biết mình có lỗi với bạn bè, nhưng trong lòng đang ngổn ngang trăm mối, làm thế nào mà vui được. Nàng nghiêm giọng phị hẳn ra một câu chuyện: "Không, tao nhớ con chứ đâu phải nhớ kép. Tao vừa mới phone về chuyện nói chuyện với con Nhung. Tương lai chả biết tính như thế nào. Nếu tao về ở bên này với Bảo thì con Nhung ở bên Úc với bố nó thì tao không yên lòng. Vì bố làm sao nuôi con cẩn thận bằng mẹ. Mai kia ông ấy đi lấy người khác, con mình càng khổ hơn nữa. Mà đem nó về bên đây thì việc học không bằng bên Úc. Đó là chưa nói chuyện phản ứng của gia đình bên Bảo." Cả Hiên và Phượng cùng im lặng chia sẻ, vì không ngờ Xuyến quen Bảo mới có một tuần lễ mà đã tính chuyện hôn nhân lâu dài. Phượng góp ý: Thực tế là như thế này nè. Mày đem con gái về ở chung á, Bảo thì chả nói làm gì. Nhưng mà gia đình Bảo thì thế nào cũng có người ngứa mắt. Xã hội Việt Nam mà, mày biết, đàn bà mà có con riêng thế nào cũng bị thiệt thòi. Hiên bĩu môi chen vào bảo Xuyến: Thiệt thòi cái gì? Có con riêng mà có thằng nó rước là may mắn lắm rồi. Con gái trẻ măng hơ hớ đầy đường còn sợ ế, dễ gì lượt đàn bà giang dở. Chị là trường hợp đặc biệt, tại vì chị ở nước ngoài. Xuyến im lặng gật đầu. Thật ra thì nàng quen Bảo mới ở giai đoạn đầu, đã chắc gì nên duyên vợ chồng. Nàng quá lo âu chuyện bạch phiến nên nói lảng sang đề tài khác để đánh lạc hướng mà thôi. Chứ giờ phút dầu sôi lửa bỏng này, nàng có bận tâm gì đến đứa con gái đâu. Nàng chồm người lên, vỗ nhẹ vào vai Phượng và nói: Mày đưa tao về nhà mày, rồi mày cho tao mượn hôm ra. Tao chạy đi và lo vài công việc được không? Phượng khẽ quay đầu lại đáp: Được chứ, nhưng mà mày cần đi đâu thì tao đưa mày đi. Việc gì phải lái hôm ra? Phố xá mày đâu có quen, mất thì giờ lắm. Hiên hăng hái chen vào: Em đưa chị đi cũng được. Xuyến lại bịa thêm: Không, tao có hẹn riêng một người Úc mới về, định hùn hạp mở business làm ăn bên này ấy mà. Xuyến nói thế để kết thúc câu chuyện, chứ Xuyến có quen ai đâu mà hẹn. Tuy nhiên câu trả lời của Xuyến càng gợi sự tò mò cho Hiên. Cô hỏi: Chị định làm ăn gì bên này? Kinh doanh hay là bỏ vốn đầu tư? Chị đã có anh Bảo, còn bận tâm gì tới cái việc ấy mà lo? Xuyến khổ sở đáp: Nhưng mà tao lỡ hẹn với người ta trước khi tao quen Bảo, dù muốn dù không thì cũng phải gặp để trả lời cho người ta biết chứ. Xuyến dứt lời, cả ba cùng im lặng. Việc cấp bách là Xuyến phải đi mua ngay một cái phone khác rồi liên lạc với chị Năm. Sau đó nếu cần thì Xuyến đi đổi vé máy bay, hoãn lại ngày về để chờ chị Năm. Sai một ly đi một dặm, chỉ vì mấy cái quần lót và cái su chiêng chứa heroin mà Xuyến cứ phải nói dối hết chuyện này sang chuyện khác. Chiều nay gặp Bảo, Xuyến sẽ trả lời ra sao khi nàng tự dưng bỏ ô ten dọn vào nhà Phượng. Khách sạn là chỗ hẹn lý tưởng nhất cho những cặp tình nhân ở lứa tuổi Bảo và Xuyến. Nhưng tại sao Xuyến lại bất chợt chui vô sống chung với gia đình Phượng? Nàng hình dung trước Bảo sẽ ngạc nhiên và thất vọng biết chừng nào. Mà chẳng riêng gì Bảo, chính Xuyến cũng biết trước ở nhà người khác là một cực hình. Nhất là khi nàng đã quen lối sống riêng tư 10 năm bên Úc. Nhưng giờ này thì không thể thuê khách sạn được nữa, bởi khách sạn nào cũng sẽ là cạm bẫy đẩy người ta vào vòng tù tội.
bởi vì nàng phải đưa passport để đăng ký tạm trú. Rồi lại còn đổi phone nữa, Xuyến phải chuẩn bị sẵn những câu trả lời để chiều nay phân trần với Bảo, dù Bảo tin hay không, thì cũng đành phải chấp nhận. Hiên quay lại nói. Ờ quên nữa, chị nói chị hẹn với người bên Úc, em mới nhớ. Mấy hôm trước coi truyền hình nè, thấy loan tin có cái ông Việt Kiều nào còn trẻ lắm á, nuốt mấy chục bao ni lông bạch phiến, nuốt vào trong người á, rồi mang về Úc. Úc ngồi trên máy bay bao bạch phiến nó vỡ ra trong bụng, rồi ông làm ngất xỉu luôn á, máy bay phải quay trở lại để đi cấp cứu á. Phượng tò mò hỏi. Ủa, rồi có sao không mày? Liều đến thế là cùng. Hiên đáp. Thì không sao, bác sĩ cứu được, nhưng mà ra tòa bị phạt đâu 20 năm tù á. Ông ấy khai là người ta thuê, ông ấy mang bạch phiến về Úc, trả công đâu hình như là 18.000 đô á. Phượng góp ý. Ồ, đúng rồi, tao nhớ hồi tháng 12 nè, đài có làm bảng tổng kết cuối năm, cho biết là chọn năm vừa rồi á, tuyên án tử hình đâu 52 người về tội buôn bán ma túy, chưa kể là mấy chục người tù chung thân á. Vậy mà thiên hạ vẫn không sợ, tù chung thân thì kể như chết rồi còn gì. Hiên chép miệng nói thêm. Bởi vậy, 18.000 đô với mình thì to thật, nhưng mà với người ở nước ngoài thì đâu có bao nhiêu mà phải liều thân, dại thật ấy. Xuyến không nói gì nữa, chỉ thấy đắng chát trong cổ và lòng quặn đau vì Hiên đang vô tình khơi dậy nỗi bế tắc không lối thoát của Xuyến. Chỉ có 250g bạch phiến nuốt vô bụng mà tù đến 20 năm, huống chi gần 1 kg Xuyến ôm theo, nếu bị bắt thì làm sao thoát khỏi án tử hình. Hiên nói đúng, 18.000 chẳng phải số tiền lớn, mà ngay cả 30.000 thù lao chỉ năm trả cho Xuyến cũng không xứng đáng để Xuyến liều mạng nhận lãnh công tác nguy hiểm này. Tất cả chỉ vì cái động lực sâu xa xuất phát từ thú đam mê casino mà đưa đến tình trạng thê lương này. Xuyến khẽ liếc xuống, nhìn cái túi vải đựng hàng quốc cấm đặt bên cạnh, sát đùi nàng và tính toán xem nên gửi túi hàng này ở đâu để chờ chị năm qua, chứ không thể ôm khơi khơi như thế này được. Còn đang ngẫm nghĩ thì phone tay của Xuyến lại reo. Hiên bột miệng quay lại nói. Anh Bảo phải không? Chị báo cho anh ấy biết là chị không còn ở khách sạn nữa. Xuyến lật đật mở bóp lấy phone ra và giật mình nhìn thấy số của Hiếu. Nhớ lời chị năm dặn, Xuyến hồi hộp để yên không trả lời, vì biết chắc gã công an tự xưng là Nghĩa đang nắm cái phone của Hiếu lại gọi cho nàng để khai thác thêm. Nhưng Xuyến rất ngạc nhiên khi nghe tiếng nói nhắn tin đúng là giọng của Hiếu. Hiếu đây chị Xuyến ơi, chị kêu lại cho tôi gấp. Cảm ơn. Xuyến hoang mang không biết hư thực như thế nào. Chị Năm đã báo tin Hiếu bị bắt, chả nhẽ tin đó không chính xác. Dĩ nhiên Xuyến rất mong là tin đó sai, nghĩa là Hiếu không hề bị bắt và gã đàn ông tự xưng là Nghĩa em của Hiếu là nhân vật có thật chứ không phải công an cài bẫy. Như lời chị Năm nói, Xuyến sốt ruột lắm, muốn gọi lại ngay cho Hiếu để kiểm tra, nhưng vì trên xe có Phượng và Hiên, Xuyến không thể nói chuyện được. Nàng nóng lòng chờ khoảng 10 phút sau, khi xe của Phượng vừa chạy vào sân và đỗ lại. Xuyến đẩy cửa bước ra đi nhanh lại góc vườn. Nàng không quên cầm theo cái túi đựng hàng quốc cấm, vì đó là vật bất ly thân của Xuyến. Nàng bấm số gọi Hiếu và hồi hộp chờ đợi. Nàng định bụng, nếu người trả lời không phải là Hiếu, thì nàng sẽ cúp ngay. Nhưng quả nhiên đầu dây bên kia đúng là Hiếu, giọng thản nhiên không có gì thay đổi. Alo, Hiếu đây, chị Xuyến hả? Xuyến ngạc nhiên hỏi. Anh đang ở đâu vậy anh Hiếu? Chị cứ nói đi, không có ai bên cạnh tôi đâu. Xuyến thở phào mừng rỡ, yên tâm kể lể. Trời ơi, sáng nay tôi kêu cho anh, có người nào bắt phone á, xưng là Nghĩa, em của anh có đúng không? Vâng, nó là em tôi, cùng làm ăn chung với tôi. Nhưng mà sao chị Nam bên Úc có gọi cho tôi, nói là anh bị bắt rồi. Ông Việt Kiều gì đó bị bắt ở phi trường khai ra anh, rồi anh bị bắt luôn. Chị Nam bảo như thế, làm tôi hết hồn từ sáng tới giờ. Thì chắc chị ấy nghe lộn. Nhưng mà bữa nay tôi gọi cho chị vì có chuyện thay đổi. Ông Hưởng bị bắt, đường dây của mình bị lộ rồi. Chị không mang hàng đi được nữa đâu. Bây giờ chị giao hàng lại cho tôi, rồi ngày mốt chị cứ việc về Úc bình thường. Chị về tay không? Chờ dịp khác. Xuyết lại càng mừng hơn vì sắp thoát khỏi gánh nặng ngàn cân đè trên toàn thân nàng từ cả tuần nay. Xuyến hớn hở hỏi. Thế gặp anh ở đâu bây giờ? Hiếu im lặng vài giây rồi nói. Hẹn nhau ở chỗ cũ, trước cửa nhà thờ Đức Bà. Xuyến mừng lắm,
quăng được cái của nợ này đi càng sớm càng tốt để thảnh thơi vui chơi với bạn bè. Nàng đáp: Vâng vâng, cũng được. Hẹn chỗ cũ cũng được. Anh muốn mấy giờ, anh Hiếu? Bây giờ là gần 11 giờ. Hẹn 2 giờ đi, đúng 2 giờ chị nhé. Vâng, 2 giờ tôi sẽ có mặt ở chỗ cũ. Bye anh. Cúp phone rồi, Xuyến thở phào đứng thẫn thờ ở trước sân trong khi Phượng và Hiên đã mang hết hành lý của Xuyến vào nhà rồi xuống bếp dọn thức ăn ra bàn. Xuyến hồi hộp lắm, tim đập thình thịch. 2 tiếng đồng hồ nữa Xuyến sẽ giao lại cái túi oan nghiệt này cho Hiếu để trả hết nợ. Ngày mai Xuyến sẽ đổi vé máy bay ở lại thêm ít nhất 1 tuần nữa. Xuyến sẽ mướn hotel sang trọng để đón tiếp Bảo, bù đắp lại 1 tuần qua hết sức căng thẳng ở bên Bảo mà lắm lúc cứ thử người như kẻ mất hồn. Từ trong nhà, Phượng chạy ra sân bảo Xuyến: Sao, nói chuyện xong chưa? Vào ăn cái gì đi chứ, thứ nào cũng ngon hết, nhất là thịt đông mẹ tao làm. Xuyến lúc này đâu còn bụng dạ nào mà nghĩ đến món ăn, phải thanh toán cho xong mấy cái quần lót với cái xu chiêng đã, rồi mới có thể thanh thản vui chơi với bạn bè được. Nàng theo Phượng vào nhà, nhìn đồng hồ rồi bảo: Tao phải chạy đi một chút, tao hẹn với người ta lúc 2 giờ. Phượng gạt đi: Hẹn ai? Bây giờ mới có 11 giờ, ăn xong đi rồi đi, còn kịp chán mà. Hiên cũng vui vẻ nói: Thì để em đưa chị đi cho. Xuyến hoảng hốt xua tay nói ngay: Không được, tao phải đi một mình. Phượng và Hiên đưa mắt nhìn nhau, tuy chẳng nói ra nhưng ai cũng cảm thấy thất vọng. Vì bạn bè lâu ngày gặp nhau mà rõ ràng Xuyến có thái độ rất hứng hở. Không biết lúc ở bên Bảo thì Xuyến ra sao, nhưng mỗi lần Phượng và Hiên đến đón thì Xuyến xem chừng miễn cưỡng lắm. Dường như ngại gặp Phượng và Hiên thì phải. Phượng nén tiếng thở dài hỏi Xuyến: Mày đi, mày hẹn với ai? Khoảng mấy giờ mày về để tụi tao chờ? Không thì lát nữa ông Cung cũng dậy, tao với ông dẫn mấy tụi nhỏ đi về bên bố mẹ tao á. Thấy giọng Phượng có vẻ buồn, Xuyến vội đáp: À không, tao hẹn với người ta lúc 2 giờ, chỉ có 5 phút thôi, rồi tao về ngay. Cái này là đột xuất chứ tao cũng không có tính trước. Nếu mày với ông Cung cần đi đâu thì cứ đi đi, tao về bên con Hiên cũng được, rồi tao sẽ phone cho mày. Phượng đưa Xuyến lên phòng trên lầu. Đây là một căn buồng nhỏ vẫn bỏ trống từ lâu, chỉ có chiếc giường độc thân và cái tủ nhỏ đựng quần áo. Phượng bảo: Mày ở tạm đây đi nha, mày là người đầu tiên khai trương cái phòng này đó. Dứt lời, Phượng rút lui xuống nhà, vào bếp nói chuyện với Hiên. Xuyến mở vali, nhét cái túi đựng heroin xuống đáy, áo quần đè lên trên, khóa lại, rồi đẩy vô gầm giường. Nhưng vừa đẩy vô, Xuyến lại lôi ra ngay. Đầu óc hỗn độn quá, làm nàng không còn tỉnh táo. Nàng sắp mang cái túi bạch phiến đó đi giao cho Hiếu, thì còn nhét vào vali làm gì nữa. Xuyến lại lôi ra, bỏ lên giường rồi đứng thẳng người thở mạnh và đặt bàn tay lên ngực để bảo mình phải tự bình tĩnh lại. Nàng lại góc phòng, lấy cái túi du lịch có in chữ Sydney mà tiệm bán vé máy bay tặng nàng làm quảng cáo. Nàng mang lại giường, rồi nàng bỏ gói quần lót đựng bạch phiến vào đó, phủ mấy thứ lặt vặt lên trên. Khoảng 1 giờ, tức là gần 1 tiếng đồng hồ nữa, Xuyến sẽ đón taxi, mang theo cái túi gọn gẽ này đến địa điểm gặp Hiếu. Thế là chấm dứt nhiệm vụ. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm, Xuyến xuống nhà nói chuyện với Phượng và Hiên. Toan bước ra hành lang thì Xuyến sực nghĩ ra một điều quan trọng. Xuyến vội khép cửa phòng, cài then, rồi bấm số gọi cho Úc. Chị Năm đã dặn là bất cứ chuyện gì liên quan tới món hàng, Xuyến đều phải tường trình cho chị biết. Vừa nghe giọng Xuyến, chị Năm hỏi ngay: Em đổi phone cho em hay là vẫn còn xài phone cũ em? Xuyến đáp nhỏ như sợ có người bên cạnh rình nghe: Em chỉ mới đổi chỗ thôi, chưa kịp đổi phone. Chị Năm gắt nhẹ: Vậy thì cúp liền đi, xài điện thoại khác, phone lại cho chị nghe. Dứt lời, chị Năm tự động tắt máy. Dùng phone nào bây giờ? Ở Việt Nam điện thoại công cộng rất hiếm vì xã hội không an toàn. Đặt điện thoại khơi khơi ngoài đường sẽ bị gỡ mất hoặc đập phá để lấy tiền. Nếu muốn phải gọi thì phải tới tận bưu điện thì mất quá nhiều thì giờ. Xuyến đứng lưỡng lự một chút rồi khép cửa phòng, xuống nhà hỏi Phượng: Mày cho tao xài phone gọi về Úc được không? Phone của tao xài không có được, nó hư hoàn toàn rồi. Phượng tưởng Xuyến kêu về thăm con gái nên bằng lòng ngay: Được chứ, xài vô tư, lên nhà nói chuyện cho nó thoải mái. Xuyến toan lên lầu vào phòng ngủ của Phượng cho kín đáo,
Nhưng sực nhớ ra Trần Cung đang say giấc trong đó, Xuyến đành dùng điện thoại trong phòng khách dưới nhà, cách gian bếp khoảng một sân khá rộng. Nàng ấn số gọi chị Năm rồi đưa mắt nhìn xuống nhà bếp. Hiên và Phượng vừa bày thức ăn ra bàn, vừa cười khúc khích. Xuyến thoáng buồn tự hỏi tại sao mình lại không thể yêu đời như hai con bạn kia. Đầu dây bên kia khi chị Năm nhận ra giọng Xuyến liền hỏi ngay: Em xài cái phone nào mà em kêu cho chị vậy? Xuyến nhấn mạnh: Phone của người ta, em quăng cái phone của em đi rồi. Chị Năm an tâm nói: Nè, chị lấy vé máy bay rồi nghe, ngày mốt chị vô Việt Nam, em tuyệt đối nghe, không được cho ai biết hết á. Em đổi phone liền đi nghe, rồi cho chị biết số mới, chị về tới nơi chị kêu liền nghe. Xuyến áy náy ngắt lời: Em phone cho chị cũng là vì chuyện đó. Sáng nay nè, em năn nỉ chị về đây để em giao hàng lại cho chị, nhưng mà em vừa mới nói chuyện với anh Hiếu xong, anh hẹn là lát nữa anh ấy giao hàng lại cho anh ấy. Như vậy là chị có cần về nữa không? Em giao cho chị hay là giao cho anh Hiếu cũng vậy thôi mà. Chị Năm sửng sốt kêu lên: Gì? Em vừa nói chuyện với anh Hiếu hả? Trời ơi, nó đang ở trong tù mà làm sao nói chuyện được với nó? Xuyến hăng hái cãi lại: Đâu có, anh ấy nói là chị nghe lộn chứ, anh ấy đâu có bị bắt gì đâu. Vừa nói chuyện với em xong đây này, cách đây chừng 5 phút. Chị Năm gào lớn hơn: Trời đất ơi, chị nghe lộn làm sao được em. Chính vợ thằng Hiếu điện cho chị, báo tin 5 giờ sáng công an nó ập tới nhà, nó bắt chồng nó dẫn đi rồi. Thằng Hiếu nó có tiền sự tiền án, từng vô trung tâm cai nghiện 2 lần rồi em à. Xuyến ngơ ngác nhắc lại: Nhưng mà anh vừa nói chuyện với em đây mà. Thế là nghĩa làm sao? Chị Năm lại nhấn mạnh: Nghĩa là em bị gài rồi. Trời đất ơi, thằng Hiếu nó đang bị nhốt trong đồn công an. Công an dí súng vô đầu nó, biểu nó nói chuyện với em, dụ em xuất đầu lộ diện. Em mà đến giao hàng cho nó nghe, em cũng sẽ bị còng tay bắt quả tang cho coi, rồi không có cách nào chối cãi được nữa. Chính vì vậy mà chị mới nói em là em phải thay cái phone đi. Từ khi thằng Hiếu bị bắt á, tất cả những liên hệ của nó đều bị theo dõi hết. Trời đất ơi, Xuyến ơi, chị đâu ngờ là em khờ dữ vậy đâu em. Xuyến thấy lạnh toát cả người, nàng mếu máo nói: Nhưng mà bây giờ làm sao bây giờ chị? Chị Năm điềm tĩnh giảng giải: Em nghe chị nói nè, từ nay đó, hễ thấy số phone thằng Hiếu là dứt khoát không có bắt phone, mà em tới nói dục liền cái điện thoại của em đi, đừng có để nó liên hệ với em nữa. Công an đó, chứ đâu phải thằng Hiếu đâu em. Em đổi chỗ ở là tốt rồi, nhưng mà không nên mướn hotel nghe, vì hotel nào cũng phải đăng ký tạm trú hết. Tốt nhất là ở nhà người quen, đừng có đi đâu hết, không cho ai biết. Ngày mốt chị về tới, chị sẽ kêu em liền. Xuyến hú hồn đặt bàn tay lên ngực, thở mạnh nói: Ôi trời, em cảm ơn chị nhiều lắm. Không có chị cả này chút xíu nữa là em chết rồi. Bây giờ em đi mua cái điện thoại mới rồi em sẽ gọi cho chị ngay. Chị Năm toàn cúp phone thì Xuyến nhắc lại: Nhưng mà chị lấy vé máy bay rồi phải không? Thì không chị? Chị Năm gắt nhẹ: Chị nói sao thì làm y như vậy đi, ngày mốt chị sẽ có mặt ở trong đó. Điều này thì chị Năm nói thật. Chị đang tan nát cõi lòng, không muốn về Việt Nam chút nào, nhưng chẳng còn chọn lựa nào khác. Chị không ngờ đợt chuyển hàng này xui xẻo quá. Chị đưa đi hai người là ông Hưởng và Xuyến thì một người đã bị bắt. Lạ thật, chị đã thắp nhang thành khẩn khấn vái bàn thờ ông Địa trước khi xuất hành, mà trời Phật không thương vẫn để cho ông Hưởng xa lưới công an. Ông Hưởng là khuôn mặt kỳ cựu, là người nhà của Hiếu. Mỗi lần về ăn ngủ với Hiếu rất gắn bó, nên khi bị bắt ông phải khai ra Hiếu để gỡ tội cho mình. Ông bảo với công an rằng Hiếu nhờ ông mang hai hộp cà phê sang Úc tặng người thân, nhưng ông không hề biết trong hộp cà phê đó có chứa bạch phiến. Công an dĩ nhiên giả bộ tin ngay những lời khai rất ngây ngô của ông và xúi ông cứ khai hết ra đi, ông sẽ được giảm án, bởi dù sao ông cũng là công dân Úc. Ông tố giác Hiếu, ông không hề ngại Hiếu giận hoặc trả thù, bởi có gặp lại nữa đâu. Nếu không tử hình thì nhẹ lắm Hiếu cũng nghỉ mát 20 năm, lúc ra tù thì đã giả cóc khu đế rồi. Thế là theo lời khai của ông, Hiếu bị tóm tại nhà lúc gần sáng. Hiếu không chối được vì ngoài lời khai của ông Hưởng, công an còn tịch thu ngay tại nhà Hiếu vài trăm gram bạch phiến làm tang vật. Hiếu bị bắt có nghĩa là đường dây làm ăn bấy lâu nay bắt đầu bể ra từng mảng. Tội này nặng lắm, ai cũng muốn gỡ cho nhẹ, nên khi bị bắt rồi thì chẳng còn ai muốn làm anh hùng một mình gánh chịu. Huống chi khi thẩm vấn, công an lúc nào
cũng rất nặng tay đối với các nghi can buôn bạch phiến, tha hồ đánh đập vô tội vạ. Bởi vì đằng nào, những người này cũng sẽ tù mãn kiếp hoặc ra pháp trường lãnh đạn, cho nên thả họ khai trước để đỡ phải chịu đòn. Việc điều tra ngày nay càng dễ dàng hơn cho công an, bởi khi bắt Hiếu, họ tóm ngay được cái điện thoại cầm tay của Hiếu. Hiếu đâu có biết trước mà xóa bỏ những số phone nằm trong memory của điện thoại. Riêng trường hợp Xuyến thì không phải do Hiếu khai. Chính Xuyến khi được tin ông Hưởng bị bắt đã vội vàng phone cho Hiếu, mà không biết cái phone của Hiếu đã nằm trong tay gã công an tự xưng là Nghĩa, em của Hiếu. Rồi tương kế tiểu kế, công an bắt Hiếu gọi lại nói chuyện với Xuyến, đóng kịch thản nhiên, làm như mình chưa bị bắt. Xuyến ngay tình tưởng thật, hẹn Hiếu ra sân nhà thờ Đức Bà để giao lại bạch phiến. Thật là hú hồn, suýt nữa thì Xuyến rũ tù nếu không có chị Năm kịp thời ngăn cản. Hiếu bị bắt rồi, chị Năm chẳng còn biết tin ai ở ngoài, kể cả vợ Hiếu. Không tin được là vì chị sợ công an gài bẫy, và vì biết chắc nguyên băng của Hiếu đang bị theo dõi. Bởi vậy đích thân chị sẽ phải về để lấy lại món hàng Xuyến đang tạm giữ. Chị sẽ gửi ở lại đâu đó, nơi không dính dáng gì đến nhóm của Hiếu. Chờ một thời gian tình hình lắng dịu, chị sẽ tìm cách đưa sang Úc. Món hàng này chị chưa trả tiền cho Hiếu, mà chắc chắn cũng sẽ không phải trả nữa, vì Hiếu thì kể như đã ra người thiên cổ. Nếu chị mang chót lọt được qua Úc thì chị sẽ có được một số tiền lớn. Chị cho rằng mình không hợp tuổi với Xuyến, nên mới làm ăn chung lần đầu đã gặp trở ngại rồi. Chị sẽ tuyển người mới và hy vọng lần sau sẽ êm xuôi. Cúp phone rồi, Xuyến đờ đẫn ở sofa, đôi mắt lạc thần như vừa gặp ma. Nàng nhìn đồng hồ trên tường, thấy đã gần 12 giờ trưa. Giả như nàng không phone về cho chị Năm thì chỉ hơn một tiếng đồng hồ nữa là nàng thản nhiên tự đưa tay cho công an còng, rồi lãnh bản án buôn bạch phiến, có thể lên tới tử hình. Xuyến nhớ lời chị Năm thường khoe, số chị hên lắm, ai làm ăn với chị cũng chót lọt. Chẳng biết đó có phải là nhận xét đầy chủ quan của chị hay không, nhưng giờ này thì Xuyến phải bám víu lấy nó như một niềm an ủi trong lúc lâm nguy. Chỉ những lúc như thế này, Xuyến mới thấy rõ chị là người khôn ngoan và đầy kinh nghiệm. Còn Xuyến thì đúng là một tay mơ mới vào nghề. Chính Hiếu đã từng dặn Xuyến, cần nói chuyện gì thì hẹn nhau ở chỗ nào đó, trực tiếp trao đổi chứ không nói qua phone. Vậy mà mới đây Hiếu lại thản nhiên dùng điện thoại bảo nàng mang hàng đến trước cửa nhà thờ Đức Bà. Trắng trợn như thế mà Xuyến không nghi ngờ gì cả, thì quả thực Xuyến dại dột quá. Giá không có chị Năm cảnh giác thì chính Xuyến tự dấn thân vào ngõ cụt rồi. Ngồi thở một lúc, Xuyến đứng dậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh xuống nhà dưới. Nàng gượng cười bảo Phượng. Lúc nãy tao nói với mày là tao có hẹn lúc 2 giờ. Bây giờ khỏi, tao cancel rồi, không cần hẹn ai nữa. Phượng hài lòng nói. Vậy thì ngồi ăn đi, rồi bọn mình đi chơi. Xuyến lại thêm. Có điều là tao phải đi mua cái phone khác. Phượng tặc lưỡi nói. Ngay bên cạnh nhà tao chứ đâu mà xa, tiệm Vinaphone. Cách nhà tao có mấy căn thôi à, ăn đi rồi tao đưa qua, quen thân với vợ chồng tao lắm. Xuyến thở phào kéo ghế ngồi, đưa mắt nhìn quanh. Lần đến nhà Phượng vào buổi tối dự tiệc họp mặt bạn bè cũ, Xuyến không nhìn thấy hết được những nét trang trí đầy mỹ thuật, cũng như các loại furniture đắt tiền của vợ chồng Phượng. Hôm nay giữa buổi trưa, nàng mới thấy giang sơn của vợ chồng Phượng thật quý giá, đẹp hơn cả những gia đình giàu có mà Xuyến quen biết ở bên Úc. Hiên mở tủ lạnh, lấy đĩa thịt đông bưng ra đặt trước mặt Xuyến, bên cạnh hũ dưa hành và đĩa bánh chưng Phượng vừa bóc. Hiên kéo ghé ngồi đối diện Xuyến và ưu tư nói. Chuyến này chị về, em thấy chị không có được vui, chắc là có chuyện gì bên Úc hả? Câu hỏi làm Xuyến muốn rơi nước mắt. Chờ Phượng ngồi xuống bên cạnh Hiên, Xuyến mới run run đáp. Mày nói đúng, tao xin lỗi chúng mày. Tao sang Úc 10 năm, cứ tưởng là phải hơn người ở lại, không ngờ gia đình đổ vỡ, sự nghiệp thì kể như không có gì. Về đây gặp lại chúng mày, ai cũng khá cả. Tao không buồn sao được. Tủi thân thì đúng hơn. Tụi bay thông cảm cho tao. Cả Phượng và Hiên đều tưởng Xuyến nói thật nên rất cảm động.
Trong thâm sâu, quả thực Xuyến có buồn vì casino làm nàng trắng tay, nhưng đâu phải nỗi buồn ấy làm nàng mất vui trong chuyến về thăm quê nhà lần này. Thường thì chính những người thất thế ở hải ngoại khi về nước lại hay tỏ ra huênh hoang tự mãn hơn cả những người thực sự thành công. Xuyến cũng thế, lần này về nàng đâu có buồn vì cuộc sống đạm bạc bên Úc. Phải nói cho thật đúng là nàng lo vì gần 1 kg bạch phiến nàng sẽ phải mang trở lại Úc. Nỗi lo đằng đẵng ấy làm nàng không thể vui với bạn bè được. Có cố quên đi để hòa mình với người chung quanh thì cũng chỉ kéo dài được vài phút ngắn ngủi, rồi thực tại lại vẫn quay về bám chặt lấy đầu óc nàng. Hiên lắc đầu nhìn Xuyến và nói: "Tưởng chị buồn chuyện gì chứ chuyện đó thì em không có nhất trí. Chị nhìn quanh đi nè, xem có được bao nhiêu người khác. Bạn bè cũ thì có mỗi Phượng với Bảo thôi, chứ còn lại đâu có ai nên cơm nghiệp gì đâu. Ai cũng chỉ lo nổi 2 bữa ăn thôi chị à." Phượng múc thịt đông đặt vào bát của Xuyến. Món thịt đông hấp dẫn làm chung thịt gà với giò heo, cho nhiều mọc nhĩ và hạt tiêu, đặt vào những cái chén nhỏ, rồi khi ăn thì lật úp xuống đổ ra đĩa. Phượng vốn thích món này mà không dám ăn nhiều vì sợ mỡ. Nhưng dù sợ thì ngày Tết cũng vẫn phải thưởng thức cho đúng phong vị đầu năm. Phượng bảo: "Tao cũng có giàu sang phú quý gì đâu. Được cái là vợ chồng tao sống thoải mái, không chắc chiêu làm giàu. Bảo khá hơn vợ chồng tao nhiều lắm. Tính Bảo thì rất kín đáo, nhưng tao biết là Bảo mua khá nhiều đất ở bên Thủ Thiêm với lại ngoài Vũng Tàu. Làm ăn ở Việt Nam không có gì giàu nhanh bằng là nhà đất. Ai cũng biết thế nhưng không có tiền đầu tư." Xuyến đưa mắt nhìn quanh từ nhà trên xuống bếp rồi bảo Phượng: "Nhà mày đẹp thiệt á. Mày trang trí hay là ông cung? Óc mỹ thuật rất cao." Phượng hài lòng lắm nhưng chưa kịp trả lời thì Hiên bảo Xuyến: Nếu mà anh Bảo đón chị quay về đây thì chị sẽ hơn hết mọi người." Hiên nhắc đến Bảo làm Xuyến sực nghĩ ra một điều quan trọng mà từ sáng đến giờ vì quá lo âu nàng quên mất. Nàng bảo Hiên: Ê quên nữa, mày gọi Bảo giùm tao, nói là tao không còn ở hotel nữa. Phone của tao bây giờ cũng không xài được, cần gì thì Bảo cứ gọi cho mày hoặc cho Phượng." Hiên lấy phone trong bóp ra trao cho Xuyến và Bảo: "Nè, chị nói chuyện với anh Bảo đi." Xuyến ấn số của Bảo rồi nhìn Hiên mỉm cười. Phone reo tiếng thứ nhất, đầu dây bên kia Bảo nói ngay: "Hiên hả, chúc mừng năm mới." Xuyến cười khúc khích và nói: "Em đây chứ Hiên nào, em đang ngồi với Hiên ở nhà Phượng. Ăn Tết nhà giàu mà anh. Em báo với anh là em không còn ở Đệ Nhất khách sạn nữa. Phone của em cũng không xài được, mà tại vì em chưa có thì giờ đi mua cái phone khác. Chiều nay gặp anh em sẽ nói chuyện nhiều hơn. Thôi anh khỏi đón em, cứ đúng 5 giờ em sẽ có mặt. Có, em nhớ địa chỉ nhà anh mà. Thôi bye anh." Từ phút đấy Xuyến mới tạm sống lại những giây phút hồn nhiên của thời học trò bên cạnh bạn bè thân thiết cũ. Một ngày cực kỳ sóng gió có thể coi như đã vừa qua đi. Xuyến chỉ còn chờ ngày mốt chị Năm từ Úc qua, Xuyến giao hàng lại cho chị là an tâm trở về, thu xếp chuyện gia đình, giã từ dĩ vãng để tính chuyện lâu dài với Bảo. Xuyến trả lại cell phone cho Hiên và hỏi: "Ê, bữa nay có tiệm uốn tóc nào mở cửa không? Tao cần đi làm đầu." Phượng vừa ăn bánh chưng vừa đáp: "Trời ơi, tiệm uốn tóc nào mà mở cửa ngày mùng 2 Tết? Người ta uốn tóc trước Tết chứ sau Tết ai mà uốn làm gì. Chiều nay mày ra mắt mẹ chồng tương lai chứ gì. Để tao làm tóc cho, khỏi đi tiệm." Hiên nhìn Xuyến gật đầu tiếp: "Đúng rồi, Phượng nó khéo tay lắm á, chị cứ giao cho nó." Xuyến cười thoải mái: "Thì tao cũng đành liều mạng chứ biết làm sao bây giờ." Phượng lấy chai rượu còn nguyên trong tủ, giơ lên cao và nói: "Uống rượu nha, rượu dâu tinh chất ở Đà Lạt, ông cung đặt người ta làm, nhẹ lắm, không say được đâu." Hiên để ý thấy chai rượu có dán nhãn để tên Trần Cung. Hàng dưới là 4 chữ chúc mừng năm mới được viền quanh bằng những hình trái dâu chín mọng. Các đại gia ở Việt Nam bây giờ thích chơi trò này để lấy tiếng, đặt người ta chế rượu và thậm chí cả xì gà nữa, rồi in tên mình hoặc tên công ty của mình trên giấy hoa dán vào cho oai. Vừa nói Phượng vừa mở nút và rót vào 3 cái ly chân cao. Rồi Phượng nâng ly rượu đưa ra trước mắt và vui vẻ nói: "Chúc mừng cô dâu mới." Hiên uống một hớp rồi góp ý với Xuyến: "Em cho chị biết nha, bố của Bảo thì dễ tính lắm, nhưng mẹ Bảo thì không có để ý đến bề ngoài đâu. Chị thích Bảo lấy vợ giàu để khỏi tiêu tiền của Bảo thôi. Thành ra chiều nay nếu mà chị gặp đừng có khiêm tốn quá nha. Nếu mà cần nổ, cứ nổ cho em. Nổ nhẹ nhẹ thôi, cho bà yên tâm là chị có tiền." Xuyến cũng biết thế nên nàng nói: "Tính tao
Đã không nổ thì thôi, một khi đã nổ thì phải nổ thật mạnh, chứ nổ nhẹ nhẹ thì nổ làm gì. Phượng đang uống hớp rượu, bật cười suýt nữa làm đổ cả ra áo. Tiếng ồn ào dưới phòng ăn làm Trần Cung đang nằm ngủ trên lầu giật mình thức giấc. Ông nằm lơ mơ một lúc mới sực nhớ hôm nay là mùng 2 Tết, đáng lẽ ông phải đưa gia đình về chúc tuổi bên vợ. Mà chỉ vì đêm qua đánh bài quá khuya, 7 giờ sáng mới về rồi lăn ra ngủ. Ông vội vàng choàng dậy, đi nhanh vào buồng tắm. Vừa đánh răng rửa mặt, Trần Cung vừa lắng tai nghe tiếng cười nói dưới nhà và đoán rằng có khách đến mừng tuổi ngày đầu năm. Ông vội vã thay quần áo xuống tiếp khách thay cho vợ, vì chắc Phượng đang buồn ông từ sáng đến giờ. Phượng buồn thì ông vốn không quan tâm, vì ông vẫn chủ trương chồng chúa vợ tôi. Chỉ có điều ông cũng hơi dị đoan, ngày Tết chẳng nên có chuyện bất hòa, sợ xui trẻ xẻo cho việc làm ăn cả năm. Đứng trước gương chải lại mái tóc mới nhuộm, Trần Cung lại nhớ ra thêm một điều nữa, là lúc nãy ông có nghe tiếng bấm chuông ở dưới nhà. Ông ráng mở mắt nhưng dậy không nổi, ông đành lờ đi và ngủ tiếp. Bây giờ tỉnh táo rồi, ông mới đoán lúc đó là khoảng 10 giờ, Phượng đã đưa các con sang gửi bên nhà cô em để mình ông ở nhà ngủ cho yên giấc. Xuống tới chân thang, nhìn qua cửa sổ phía sau, thấy Xuyến và Hiên đang cười nói vui vẻ tại bàn ăn trong bếp bên cạnh Phượng. Trần Cung hân hoan đi nhanh xuống và hớn hở kêu lên. Ngày Tết, rõ thật là rồng đến nhà tôm, chắc chắn năm nay bọn này phải gặp hên rồi. Cũng như đa số các ông chồng Việt Nam, Trần Cung tuy coi thường vợ, nhưng lại rất quý bạn của vợ. Cho nên mỗi khi gặp thì ông vui thật, chứ không phải xã giao bên ngoài. Nói chuyện riêng với vợ thì ông thường xuyên cọc cằn, nhưng tiếp chuyện bạn của vợ hoặc em vợ thì ai cũng thấy ông là người hết sức niềm nở. Phượng biết rõ tính chồng, tuy trong lòng có buồn thật, nhưng vẫn tự an ủi rằng dù sao thì Phượng cũng vẫn được thiên hạ khen là có người chồng lịch sự, khéo xã giao với đời và ít ra là không để lộ sự thô lỗ nơi công cộng. Vừa thấy Trần Cung xuất hiện ở cửa, cả Xuyến và Hiên cùng xô ghế đứng dậy để đón chủ nhà. Xuyến nói, sang chúc tuổi anh chị mà nghe Phượng nói là anh đang ngủ nên tụi em không dám đánh thức. Trần Cung kéo ghế ngồi bên cạnh Phượng và mỉm cười đáp, không dám đánh thức nhưng mà cô cười to quá thì tôi cũng chẳng ngủ được nữa. Nhưng mà nói thế thôi chứ tôi ngủ nhiều quá rồi, từ sáng đến giờ. Phượng quay sang dịu dàng bảo chồng, Xuyến nó không muốn ở khách sạn vì ồn ào, em mời Xuyến về ở tạm nhà mình vài hôm. Vài hôm thế nào? Xuyến muốn ở lại bao lâu cũng được. Phượng lấy bát đũa và rót rượu cho Trần Cung rồi nói, nhưng mà bây giờ anh tỉnh chưa? Tỉnh rồi phải không? Em bàn như vậy nha. Lát nữa đó, Xuyến sang ăn Tết bên gia đình Bảo, khoảng 4 giờ thì Xuyến đi. Chừng đó anh với em ghé đón con rồi về bên nhà bố mẹ em, được không anh? Trần Cung bưng ly rượu uống một hớp rồi cười bảo, trong nhà này em là chủ, sao lại phải hỏi ý kiến anh? Em muốn thế nào chỉ bảo anh một tiếng là xong. Nhất là ngày đầu năm, ai mà dám trái lời vợ bao giờ? Xuyến và Hiên đưa mắt nhìn nhau, thầm công nhận Trần Cung quả thực là người tế nhị. Nhưng riêng Phượng thì không một chút xúc động, bởi Phượng đã chán ngấy cái trò giả dối của chồng trước mặt thiên hạ. Dù sao thì Phượng cũng hài lòng vì chiều nay sẽ sum họp bên nhà cha mẹ ruột. Phượng đứng dậy lấy phone gọi ngay cho bố mẹ, báo tin khoảng 6 giờ sẽ có mặt. Đêm hôm đó Xuyến ở lại nhà Bảo đến quá nửa đêm mới nhờ Bảo đưa về nhà Phương. Vì trời đã khuya nên Bảo không chở Xuyến bằng Honda. Anh lấy chiếc xe van ngày ngày vẫn dùng để đưa bánh mì đi giao cho các tiệm bán lẻ cũng như các quán cà phê. Mời Xuyến lên ngồi bên cạnh, vừa an toàn trong đêm vừa dễ nói chuyện. Chiếc xe còn nguyên mùi bánh mì, mùi bột vương lại trên dãy kệ đóng phía sau. Trước khi nổ máy, Bảo moi trong túi ra cái phone cầm tay còn mới tinh, trao cho Xuyến và bảo, anh còn dư cái phone này, em lấy xài đi khỏi mua cái khác. Xuyến sửng sốt, mở ra coi, lật qua lật lại và hết sức cảm động vì không ngờ Bảo chu đáo và nhanh nhẹn đến thế. Rõ ràng cái phone này do Bảo vừa mua chứ đâu phải anh có sẵn. Đó là cái phone đa hệ hiệu Samsung đời mới mà thiên hạ đang rất ưa thích. Bảo nói, xài ngay được rồi đấy, hồi chiều anh đã kêu thử rồi, em gọi về Úc cũng được,
số không đẹp lắm nhưng tương đối cũng dễ nhớ. Xuyến cất phone vào bóp, dự định sáng sớm mai sẽ gọi ngay cho chị Năm để chị biết số mới của Xuyến mà liên lạc. Nàng nhoài người hôn lên má Bảo và cảm động nói: cái gì anh cũng mua cho em thế này, tức là bắt em mang nợ anh nhiều quá đấy, biết bao giờ mới trả được. Điều này thì Xuyến nói thật, bởi 5.000 chị Năm trả Xuyến mang về đây đã cả tuần lễ mà mới chỉ mất có gần 1.000 bạc tiền quần áo và tiêu vặt. Có lẽ chưa có chuyến về Việt Nam nào mà Xuyến xài ít như thế này. Bảo hóm hình lặp lại một câu nói anh đọc trong báo: nợ tiền thì dễ trả, nợ tình mới khó. Nợ tình thì thường phải trả bằng cả cuộc đời đấy. Nàng cười rồi đổi đề tài, vui vẻ nói: nhà anh đông con nít quá ha. Bảo cho xe chạy và cười đáp: thì anh đã nói là anh có tới 4 đứa em, 9 đứa cháu. Mai kia thêm đứa con của em nữa là chẵn 10. Nhà Bảo đông hay ít thì đối với Xuyến cũng không quan trọng. Quan trọng lúc này chỉ là bà mẹ Bảo mà thôi. Xuyến nhớ lại suốt bữa tiệc họp mặt, cả nhà xem chừng ai cũng quý Xuyến vì Xuyến từ Úc về, nghĩa là từ một thế giới mà gia đình Bảo cho là văn minh hơn Việt Nam. Từ ông bố đến mấy người em Bảo thay phiên nhau thăm hỏi và thủ tiếp Xuyến rất ân cần. Bảo là con trai lớn trong gia đình, từ trước đến nay vẫn được tiếng là khôn ngoan sáng suốt, nên việc Bảo quen Xuyến không làm ông bố và các em bận tâm. Bảo đã chọn lựa thì chắc hẳn là không sai lầm. Huống chi cả nhà đều tội nghiệp Bảo cô đơn đã mấy năm nay, giờ đây có được người bạn tâm giao là điều cả nhà khuyến khích. Hơn thế nữa, Bảo lại là cột trụ kinh tế của toàn thể gia đình, các em đều chịu ơn, nên ai cũng sẵn sàng chiều theo ý Bảo, không đặt thành vấn đề đúng hay sai. Chỉ riêng mẹ Bảo thì vẫn còn thờ ơ, cố tình giữ một khoảng cách để Xuyến thấy rằng bà chưa thể dễ dàng chấp nhận Xuyến vào đại gia đình của bà. Xuyến phát tiền lì xì cho con nít, cả đám gieo hò khoanh tay cảm ơn, nhưng khi trịnh trọng bưng quà tặng mẹ Bảo thì bà chỉ khẽ gật đầu rồi đặt gói quà sang bên cạnh, không thèm nhìn và còn thậm chí không thèm cảm ơn Xuyến nữa. Xuyến có cảm tưởng bà biết đây là phần quà do Bảo mua chứ không phải tiền của Xuyến. Suốt mấy tiếng đồng hồ, câu nói duy nhất của bà dành cho Xuyến là một câu hỏi cố ý nhấn mạnh để cả nhà biết rằng Xuyến đã có chồng có con. Bà hỏi: nghe nói là bên Úc cô chỉ có hai mẹ con, sao không cho con bé về ăn Tết luôn thế? Bỏ nó lại một mình thì bên đó nó ở với ai? Xuyến đã chuẩn bị sẵn nên đáp ngay: thưa bác, Tết này là Tết của mình chứ không phải là Tết của Úc. Thành ra mọi trường học, mọi xưởng thì người ta vẫn làm việc bình thường. Cháu cũng muốn cho con bé nó về nhưng mà không có xin nghỉ lâu quá được, sợ lúc mà quay lại học thì lại đuối sức ạ. Mẹ Bảo không nói gì nữa. Bà đâu có cần câu trả lời của Xuyến. Bà chỉ cần công bố cho đàn con cháu biết Xuyến đã có con riêng là xong nhiệm vụ của bà rồi. Thái độ của mẹ làm Bảo ngượng ngùng đưa mắt nhìn Xuyến thông cảm. Ông bố vội gợi chuyện để Xuyến khỏi buồn. Ông hỏi: bác nghe nói tiền Úc dạo này lên lắm phải không cháu? Xuyến rất mừng vì có ông là đồng minh, nàng vội đáp: thưa bác, không phải tiền Úc lên mà tại vì đồng đô la Mỹ nó xuống trên toàn thế giới, cho nên tiền nước nào nó cũng lên hết. Câu nói ấy Xuyến nhớ lại, ở bên Úc lúc nào nàng cũng cất riêng một số đô Mỹ để làm vốn, nhưng cách đây mấy tháng đi casino thua hết tiền Úc, nàng phải moi tiền Mỹ ra đổi mới giật mình vì không ngờ đô la Mỹ xuống thấp quá như vậy, gần ngang ngửa với tiền Úc. Ông bố bảo lại thêm: bên này thì người mình chỉ quý hai thứ là đô la Mỹ và tiền euro thôi, nhưng bác thấy tiền Úc vừa đẹp lại vừa bền. Những nhúng nước là cũng chả sao đấy chứ, nhà nước mình bây giờ phải nhờ Úc in tiền là vì thế đấy. Xuyến mở bóp lấy ra cái ví nhỏ, vừa lục lọi vừa nói: Để con coi xem còn có tờ tiền Úc nào ở đây không, con biếu bác làm kỷ niệm. Rất may là Xuyến moi được tờ 100 đưa cho bố Bảo. Ông cầm lấy lật qua lật lại tờ giấy màu xanh lá cây và khen: đẹp thật cháu nhỉ, cứng như là giấy ni lông, gấp không được. Rồi ông đưa cho các con truyền tay nhau. Ông cố tạo câu chuyện thân mật trong bữa tiệc đầu năm để đón Xuyến, chứ ông có quan tâm gì đến tiền Úc đâu. Nhưng vợ ông, mẹ Bảo vẫn lặng thinh, giả vờ chơi với các cháu, làm ông cũng hơi thất vọng.
Cứ như Bảo phân trần với Xuyến thì sự lạnh nhạt của mẹ Bảo xuất phát từ một nguyên cớ duy nhất là Xuyến đã có con riêng. Mà điều này thì Xuyến cũng thấy rõ, hai xã hội, hai nền văn hóa khác nhau. Người Tây phương như Mỹ như Úc, Mỹ hay Úc thì cũng đều từ Âu Châu di dân sang lập nghiệp. Họ rất quý con nít dù không phải là con cháu mình. Cho nên có những chàng trai độc thân lập gia đình với phụ nữ đã có vài đứa con riêng, họ vẫn thương những đứa con ấy như con họ, đôi khi còn thương hơn bởi tội nghiệp. Ngược lại, văn hóa Á Châu thì chỉ thương con cháu ruột thịt mà thôi. Nuôi con người khác dễ bị chê là tò vò nuôi con nhện. Bởi vậy, cảnh dì ghẻ con chồng thường chỉ thấy trong xã hội Á Châu, chứ ít khi xảy ra trong xã hội Tây Phương. Nói rộng ra thì nền văn minh Âu Châu, gọi chung là nền văn minh Thiên Chúa Giáo, vốn được đặt trên nền tảng Caritas, tức là Charity, nghĩa là lòng từ thiện mang tính nhân loại, chứ không chỉ mang tính gia đình. Bởi vậy mới có hàng loạt những nhà triệu phú, tỷ phú, Âu Châu, Mỹ Châu khi chết đi cống hiến tài sản cho các tổ chức từ thiện hoặc các cơ quan nghiên cứu, khác với văn minh Á Châu thường chỉ truyền gia tài cho con cháu hoặc dòng họ. Nét văn hóa này cũng thể hiện rõ trong câu một người làm quan cả họ được nhờ. Mẹ Bảo chỉ thương con cháu mình mà không có thiện cảm với con riêng của Xuyến là điều tự nhiên, không có gì đáng nói. Đến trước cửa nhà Phượng, Bảo dừng xe lại và khom người ngó vô qua mảnh sân nhỏ. Bảo thấy đèn trong nhà Phượng còn rực sáng, anh bước xuống bấm chuông. Phượng mở cửa bước ra ngay và hân hoan nói: Tụi này cũng vừa mới về tới nhà xong, chưa được 5 phút, tiệc vui không? Bảo vào chơi một chút rồi hẵng về. Xuyến cũng vừa xuống xe đứng bên cạnh, nắm cánh tay Bảo. Giả như Xuyến vẫn còn ở khách sạn thì tất nhiên Bảo phải lên giường nằm với Xuyến một lúc. Nhưng gặp nhau ở nhà Phượng đâu có gì thoải mái, nên Bảo nói: Thôi khuya rồi, để ông bà ngủ. Xuyến ngước nhìn Bảo và hỏi: Chương trình của anh ngày mai như thế nào? Anh đã nói với em rồi mà, ngày mai anh sẽ đi với em nguyên cả một ngày. Câu nói ấy Bảo hơi buồn. Giả như Xuyến vẫn còn ở Oten thì ngày mai Bảo có thể đến với Xuyến thoải mái hơn trước ngày chia tay. Chính Bảo không hiểu tại sao gần đến ngày về, Xuyến lại quyết định dọn vô nhà Phượng. Phượng nhìn Xuyến gật đầu chen vào: Thì đúng rồi, vì ngày mốt là ngày mày về Úc rồi còn đâu. Xuyến đã toan cho Phượng biết là nàng sẽ đổi vé máy bay để ở lại thêm, nhưng nhớ lời chị Năm, nàng lại thôi. Bảo giã từ lên xe, Xuyến theo Phượng vào nhà, ngoái cổ lại bảo người yêu: Sáng mai ngủ dậy, phone cho em liền nhé. Good night anh. Nàng vén tay áo nhìn đồng hồ thấy đã hơn 1 giờ sáng. Phượng khép cửa cài then trong rồi bảo: Thôi, đi ngủ, rồi sáng mai tha hồ mà nói chuyện. Xuyến gật đầu tiến lại phía chân thang. Lên phòng khép cửa lại, Xuyến lấy cái cell phone gọi ngay cho chị Năm, dù biết rằng giờ này đã quá khuya. Nàng chưa nhớ số phone của mình nên phải viết sẵn xuống tờ giấy để đọc cho chị Năm. May quá đầu dây bên kia chị Năm vẫn còn thức. Xuyến hăm hở bảo: À, chị Năm ơi, em đổi phone rồi. Chị có viết đó không? Chị ghi số phone mới nè. Chị Năm đáp ngay: Chờ chút em. Xuyến nghe thấy rõ những tiếng ồn ào chung quanh và đoán là chị Năm còn đang ở tiệm ăn hoặc đang họp hành với khá đông người. Trong lúc chờ chị tìm cây bút, Xuyến hỏi: Ủa, chị chưa ngủ hả? Bên ấy gần sáng rồi phải không? Chị Nam vui vẻ đáp: Trời ơi, chị đang trong casino mà em. Mỗi lần vô casino, trời ơi, nhớ em muốn chết luôn đây nè. Bữa nay, trời, nói là ngay không hơn, nhưng mà cũng không thua mấy. Xuyến nén tiếng thở dài. Chị Nam cứ tưởng đề tài casino bao giờ cũng hấp dẫn đối với Xuyến, cho nên chị kể bằng giọng chứa chan niềm vui. Nhưng hôm nay chị lầm, Xuyến đã chán ngấy casino, bởi chính casino là thủ phạm đưa Xuyến vào con đường buôn lậu ngặt nghèo này. Cũng còn may là Xuyến chưa bị bắt. Cho nên giờ này nhắc đến casino là nhắc đến vết thương nhức buốt trong tim còn đang âm ỉ trong lòng Xuyến. Đầu dây bên kia chị Năm dục: Rồi, đọc đi em. Chị về tới là chị kêu em liền. Xuyến đọc số phone rồi mệt mỏi nói: Thôi, em đi ngủ đi. Chúc chị may mắn. Ngày mốt gặp lại chị nhé. Nàng tắt phone, đưa tay che miệng ngáp rồi vào buồng tắm chùi make up và thay quần áo. Lúc leo lên giường nằm thì đồng hồ đã chỉ hơn 2 giờ. Vợ chồng Phượng ở phòng ngủ lớn bên cạnh cũng đang ngưng hết mọi tiếng động. Không gian chìm lắng, tĩnh mịch,
chỉ thỉnh thoảng mới nghe được một tiếng xe chạy lướt nhanh qua đường trước mặt. Nhưng cũng khoảng giờ ấy, nghĩa là quá nửa đêm, ở khách sạn Đệ Nhất, một chiếc xe cảnh sát vừa chạy vào sân và dừng lại. Hai gã công an thường phục đi nhanh vô và tiến thẳng lại quầy. Lobby hotel giờ này vắng ngắt, chẳng còn ai ngoại trừ cô nhân viên trực văn phòng. Hai gã công an xuất trình thẻ hành sự rồi nói: "Chúng tôi có lệnh khám xét bà Trần Kim Xuyến, Việt Kiều Úc, đăng ký tạm trú ở khách sạn này." Cô nhân viên đáp ngay: "Dạ, dạ thưa có, nhưng mà bà trả phòng rồi, dọn mới đi hồi sáng này nè." Vừa nói cô vừa mở computer đánh tên Trần Kim Xuyến, rồi quay màn ảnh ra phía hai người đứng và phân trần thêm: "Dạ, dạ, dạ mời hai anh coi, dạ Trần Kim Xuyến, phòng 216, ở đây 9 ngày mới trả phòng hồi lúc 10 giờ sáng nay." Hai gã công an không tỏ thái độ ngạc nhiên. Gã lớn tuổi hơn chính là người tự xưng tên Nghĩa khi nói chuyện điện thoại với Xuyến. Gã là trưởng ban điều tra, từng lập nhiều thành tích về công tác bài trừ tội phạm ma túy. Gã hỏi cô thư ký: "Đi đâu cô biết không?" "Dạ, dạ, dạ không biết." Hai gã đứng phân vân một lúc, rồi một gã bảo cô thư ký: "Cô lấy chìa khóa phòng 216 cho chúng tôi lên kiểm tra." Cô thư ký gật đầu rồi nhấc điện thoại nói vài câu. Mấy phút sau, một người đàn ông từ phía sau dụi mắt tiến ra. Cô bảo: "Chú Sáu, chú làm ơn đưa hai anh lên kiểm tra phòng 216. Người đàn ông ngái ngủ đáp: "Phòng 216 đâu có ai, chiều nay tôi dọn dẹp hút bụi, lau cửa kính hết rồi, không có ai trên đó đâu." Hai gã công an đưa mắt nhìn nhau rồi đổi ý bỏ ra về. Chiều nay họ đã đi cùng với Hiếu đến điểm hẹn là sân nhà thờ Đức Bà lúc 1 giờ rưỡi, nghĩa là trước giờ hẹn nửa tiếng. Hiếu ngồi ở cái băng cũ chờ Xuyến, trong khi hai gã lảng vảng đi tới đi lui canh chừng. Đợi khi Xuyến vừa giao hàng thì sẽ xông lại còng tay bắt quả tang. Nhưng cả ba chờ mãi không thấy Xuyến xuất hiện. Gần 2 tiếng đồng hồ sau, hai gã mới thất vọng lôi Hiếu trở về đồn công an. Vừa bước vào phòng, một gã giơ tay đấm thật mạnh vào bụng Hiếu và uất ức nói: "Mày lừa chúng tao phải không? Mày ra ám hiệu gì mà con mẹ nó không đến đây gặp mày?" Hiếu gặp người quằn quại, ho khan mấy tiếng đau đớn. Oan cho Hiếu quá, Xuyến không đến chỉ vì chị Năm kịp thời ngăn cản, chứ đâu phải vì Hiếu. Chính Hiếu vẫn đang trách Xuyến tự dưng đút đầu vào giỏ, làm liên lụy đến Hiếu. Nửa ký lô bạch phiến Hiếu giao cho ông Hưởng đã đủ đưa Hiếu vào tù vài chục năm rồi. Nếu lại phát hiện thêm gần 1 kg nữa Hiếu đưa cho Xuyến, thì Hiếu khó có thể thoát khỏi án tử hình. Bởi vậy Xuyến không đến điểm hẹn là một điều may cho Hiếu, mà chính Hiếu cũng chưa biết vì lý do gì. Hai gã công an giao Hiếu cho nhân viên trực phòng giam rồi kéo nhau ra ngoài. Gã trẻ tuổi hơn nói: "Bây giờ chạy lại khách sạn Đệ Nhất hả anh?" Gã kia lắc đầu: "Lục xét nhà hay phòng trọ thường chỉ làm ban đêm, nửa đêm về sáng thì đúng hơn, xét ban ngày khó gặp, mà không gặp thì lại lộ, tạo điều kiện cho chúng nó bỏ trốn. Thôi cậu về nhà nghỉ đi, nửa đêm tôi sẽ điện cho cậu rồi mình lại đó, lại cho đúng thủ tục thôi. Chứ một khi nó đã không đến gặp thằng Hiếu tại nhà thờ Đức Bà thì tức là nó đã nghe động tĩnh rồi, giờ này làm gì nó còn ở được khách sạn Đệ Nhất nữa. Thôi cậu về đi." Gã đàn em mừng lắm, mùng 2 Tết mà bỏ nhà bỏ cửa đi công tác đâu có hứng thú gì. Gã nói thêm: "Anh ạ, mình đã có tên tuổi con mẹ ấy, lại biết rõ số chuyến bay, biết ngày về của nó, sao không chờ nó ra phi trường mình hiệp đồng với hải quan bắt nó tại chỗ?" Gã đàn anh tỉ mỉ giải thích: "Con mẹ ấy là công dân Úc, nếu không bắt được quả tang trong người nó hoặc trong hành lý của nó có bạch phiến thì mình không thể bắt nó được. Sứ quán Úc sẽ làm ầm lên, lôi thôi lắm. Mà cứ tình hình này thì nó đã tẩu tán hết tang vật rồi. Bằng chứng là lúc nãy nó hẹn thằng Hiếu mà nó không đến, tức là nó đã biết mình nhúng tay vào rồi." Vì dự kiến trước như thế nên bây giờ hai gã không ngạc nhiên khi cô nhân viên trực khách sạn báo tin Xuyến đã dọn đi sáng nay. Gã đàn anh tự mãn bảo: "Cậu thấy tôi nói có đúng không? Như vậy là trong lúc nói chuyện với con mẹ này này, chính thằng Hiếu đã ra ám hiệu. Chứ tự dưng làm sao con mẹ này nó biết là mình đang theo dõi mà bỏ khách sạn đi chỗ khác. Thằng Hiếu này nó láo thật, cà cuống chết đến đít vẫn còn cay.
Đàn em gật gù cảm phục, gã công an lớn tuổi lại thêm. Nhưng nói thật, tôi thì tôi không quan tâm đến con mẹ Trần Kim Xuyến nữa. Bắt được thằng Hiếu đó, là mình sẽ phăng ra hết băng đảng của nó. Thế là tốt rồi. Chủ yếu là mình cần dẹp cái bọn buôn lậu trong nước, cậu hiểu chưa? Dứt lời, gã cho xe quẹo ra đường lớn, phóng đi dưới những ngọn đèn tỏa ánh sáng vàng vọt trong làn sương đục mờ mờ. Chỉ tội nghiệp cho Hiếu là cả đám công an cứ tưởng chính Hiếu xúi Xuyến đừng đến điểm hẹn giao hàng. Cho nên nay mai, sau 3 ngày Tết, Hiếu sẽ ốm đòn trong nhà giam. Có biết đâu rằng sở dĩ Xuyến không đến gặp Hiếu trước sân nhà thờ Đức Bà chỉ vì chị Năm kịp thời ngăn cản, khiến âm mưu của công an đã cao mà kế hoạch bắt Xuyến lại hoàn toàn thất bại. Sáng hôm sau, Xuyến dậy sớm, nằm lơ mơ một lúc, nàng mới sực nhớ ra mình đang ở nhà Phượng và hôm nay là ngày hẹn đi chơi với Bảo. Nhìn qua cửa sổ, Xuyến thấy ánh sáng ban mai đã bắt đầu lọt vào phòng qua lớp màn trắng mỏng và tiếng xe gắn máy chạy qua trên con đường trước cửa nhà Phượng đang đều đặn vang lên từng chập. Xuyến choàng dậy đi nhanh vào buồng tắm, nhưng vừa bật đèn toan vặn vòi nước thì Xuyến lại đứng khựng lại, yên lặng lắng nghe, không thấy tiếng động nào chung quanh, chứng tỏ vợ chồng Phượng và các con còn đang ngủ. Xuyến lại tắt đèn buồng tắm, quay trở lại giường và nhẹ nhàng nằm xuống, tính toán xem hôm nay sẽ cùng Bảo đi đâu. Chẳng phải riêng gì Bảo, chính Xuyến cũng thấy rất bất tiện khi nàng bỏ khách sạn về nương nhờ ở đây. Nhưng cái túi bạch phiến dưới gầm giường kia chưa giao lại được cho chị Năm thì Xuyến không thể chui vô bất cứ hotel nào được. Điều đó cũng có nghĩa là tâm hồn chưa thể nào hoàn toàn thảnh thơi. Xuyến mong chị Năm từng giờ từng phút để giải quyết cho xong mối lo canh cánh bên lòng từ mấy hôm nay. Xuyến nhìn đồng hồ trên tường thấy chưa đến 7 giờ. Nhớ lại hôm qua Hiên 2-3 lần nhắc. Chị, làm gì thì làm chị cũng phải tạt sang nhà em một tí nha. Mẹ em dặn thế. Mẹ nói là chị về ăn cơm, mời luôn anh Bảo nha. Xuyến cũng định như vậy. Về Sài Gòn, nhà Hiên chính là gia đình duy nhất của Xuyến. Dì Châu cũng như mẹ Xuyến. Đêm giao thừa, Xuyến đến họp mặt được một lần. Hôm sau mùng 1, Xuyến lại chúc tuổi thì chỉ có mình Dượng Châu ở nhà. Như thế có nghĩa là từ mùng 1 đến giờ, Xuyến chưa gặp dì Châu. Đằng nào thì cũng phải ghé chào cho phải phép trước khi lên đường trở lại Úc. Tiệm bún măng của nhà Hiên nghỉ bán từ chiều 30 Tết mãi đến mùng 5 mới lại mở, vì sách tử vi bảo ngày đó mới là ngày tốt. Lúc này ăn nên làm ra, bà Châu rất cẩn trọng trong việc kiêng cữ, cố gắng duy trì mức thu nhập hiện có, không để bất cứ chuyện gì xui xẻo xảy ra. Chẳng hạn sáng mùng 1 Tết, trời còn lờ mờ hơi sương và đèn đường chưa tắt, bà đã dục chỉnh chồng Hiên ăn mặc gọn ghẽ, mở cửa sau đi vòng ra phía trước, vào sông chính nhà mình. Bởi bà vẫn tin con rể bà là người đem may mắn lại cho gia đình bà từ mấy năm nay. Bà sợ sáng mùng 1 rủi ro gặp người nặng vía vào chúc tuổi đầu tiên thì tiệm bún măng của bà sẽ lụn bại. Cho nên bà cẩn thận bắt Trình tự xông đất cho chắc ăn. Trình thì hoàn toàn không tin cái tục lệ vớ vẩn này, vì anh vẫn cho rằng quán nấu ngon thì đông khách, chứ xông nhà, xông đất hay phong thủy chả có ảnh hưởng gì. Cửa tiệm dù đúng hướng hay đúng phong thủy đến đâu mà nấu ăn dở thì cũng chả có ma nào tìm đến. Tuy vậy, Trình vốn là người hiền lành, vợ hoặc gia đình vợ bảo gì cũng nghe, nên anh tủm tỉm cười thay quần áo ra cửa sau, rồi vào cửa trước cho mẹ vợ yên lòng. Tết năm nay Trình vui hơn năm ngoái, bởi bà Châu đã cho biết trước là mãi mùng 5 mới mở cửa lại. Trình thầm cảm ơn ông thầy bói nào đó đã vẽ đường chỉ lối cho bà mẹ vợ, nhờ vậy anh mới được nghỉ trọn 4 hôm, không phải vào bếp nhổ lông vịt. 4 ngày ấy, ngoài những lúc đưa vợ con đi mừng tuổi, Trình chỉ có cái thu duy nhất là sang nhà hàng xóm đánh tam cúc, ăn thua không đáng kể. Mặc Hiên muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Riêng ông Châu, bố của Hiên, thì theo đúng thông lệ hàng năm, cứ sáng sớm mùng 3 là xuất hành đi Củ Chi thăm ông anh cả, hơn ông 3 tuổi. Nói đúng ra Củ Chi là cái gốc của toàn thể gia đình ông. Năm 54 song thân ông đưa con cái vào Sài Gòn, lên thẳng Củ Chi lập nghiệp theo sự phân bổ của phủ đặc ủy di cư.
Cha mẹ ông qua đời tại đây, ông anh cả ở lại căn nhà cũ, coi như bám lấy gian nhà từ đường. Còn ông Châu thì cưới vợ ở ngã tư Bảy Hiền, rồi theo vợ về sát Đô Thành làm ăn cho đến nay. Quyền huynh thế phụ, hàng năm cứ dịp xuân về, ông Châu có bổn phận phải thân hành đi chúc tuổi ông anh cả, tức là trở về mái nhà xưa ở Củ Chi. Đường xá tuy có xa xôi đôi chút nhưng ông thích lắm, bởi ông chỉ ghé đó vài tiếng đồng hồ là cùng, rồi đón xe đò lên thẳng Tây Ninh qua biên giới Campuchia. Bà Châu và cả nhà cứ tưởng ông ở lại chơi với gia đình ông anh, nhưng kỳ thực ông đi thử thời vận trong ngày đầu năm với cái thú đỏ đen mới mẻ mà ông vừa khám phá ra cách đây 3 năm. Là vì bên kia biên giới, chỉ riêng ở vùng Mộc Bài đã có tới 4 cái casino mở ra trên đất Miên, nhưng cấm người Miên không được đánh. Tất cả đều là khách Việt Nam, phần đông từ Sài Gòn, có xe của sòng bài đưa rước tận nhà. Mỗi lần sang đây, ông Châu thường ghé casino King's Crown, tương đối bình dân hơn là New World hoặc là Le Macau. Bình dân có nghĩa là khách không cần đổi quá nhiều tiền đô Mỹ, bởi chip lớn nhất tuy là 100 đô nhưng nhỏ nhất chỉ có 50 sen, hợp khả năng tài chính của giới đại chúng. Đã thế, casino King's Crown còn cho khách coi vũ sexy cuối tuần với những vũ nữ khỏa thân người Việt nhằm giúp khách tạm quên đi niềm đau cháy túi. Từ ngày khám phá ra cái thú đi casino, ông Châu thấy những trò cá độ hàng ngày ở Việt Nam không còn hấp dẫn lắm nữa. Ông vẫn chơi nhưng dè dặt hơn vì cần dành dụm vốn liếng để lâu lâu qua biên giới lao vào những cuộc tranh tài mới lạ hơn như baccarat, poker hoặc roulette. Bà Châu chưa hề biết chồng tìm vui mãi tận bên Mộc Bài, bởi lần nào ông cũng bảo là ông lên Củ Chi thăm ông anh. Mà điều này thì bà không hề ngăn cản, bởi tình nghĩa anh em nhà người ta gắn bó với nhau, bà chẳng nên xía vào mà mang tội. Trước khi lên đường, ông Châu làm bộ hỏi vợ: "Thế bà định ngày nào mở lại cửa tiệm?" Bà Châu vui vẻ đáp: "Ừ, hay thì tôi nói với ông rồi, mùng 5 mới mở lại được. Ông muốn đi chơi ở nhà lại bắt cả thì cứ ở, đợi mùng 6 về là vừa." Ông Châu mừng lắm. Từ nhà ông đến Củ Chi chưa đầy 30 cây số, rồi từ nhà ông anh đến biên giới Việt Miên cũng chỉ khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Ông ở lại casino chơi 2 ngày 2 đêm là quá đủ rồi. Bà Châu còn không biết chồng đi casino, huống chi là Hiên. Cô bảo Xuyến: "Sáng mai bố em đi Củ Chi mừng tuổi bác cả, chắc vài hôm mới về. Nhà chỉ có mỗi một mình mẹ em thôi, chị nhớ ghé ăn cơm cho vui nha." Xuyến hăng hái nhận lời ngay: "Tất nhiên rồi, ta phải đến chào gì trước khi về Úc chứ." Đó là một phần chương trình của Xuyến hôm nay. Nàng nằm thêm một lúc nữa thì nghe tiếng nước xối bên phòng ngủ vợ chồng Phượng. Nàng vội ngồi dậy đi nhanh vô buồng tắm. Nàng định bụng sửa soạn xong sẽ kêu cho Hiên, đồng thời gọi Bảo đến đón nàng qua nhà Hiên ăn trưa, rồi đi với Bảo cho đến tối. Buổi trưa hôm ấy ở nhà Hiên có một bữa tiệc khá đầm ấm. Nhà hàng còn đóng cửa nên chỉnh kéo mấy cái bàn sát lại với nhau để bày tiệc gia đình ra giữa quán. Thức ăn ê hề, toàn những món cổ truyền ngày Tết mà nhà nào cũng có, nhưng chủ yếu trưa nay bà Châu đãi món bún thang theo truyền thống mùng 3 mỗi năm. Mặc dầu bún thang ăn lúc trời nóng thì cũng không thú vị như mùa xuân ngoài đất Bắc khi thời tiết se se lạnh. Từ bao nhiêu năm nay bà vẫn tự hào về món bún thang cầu kỳ và tỉ mỉ mà chỉ có ngày Tết bà mới bỏ công chăm chút cho con cháu thưởng thức. Trứng trắng mỏng thái nhuyễn, giò lụa cắt chỉ, gà luộc xé tơi, tôm khô băm vụn, rồi rau răm, cà cuống, lại còn thêm cả củ cải ngâm nữa. Ngay cả loại bát ăn thang cũng không được dùng tô lớn quá, vì bún thang phải ăn nóng, tô lớn ăn lâu dễ nguội. Bà không ăn nhiều nhưng thích nhìn người khác ăn ngon, năm nay đặc biệt hơn vì có Xuyến từ Úc về. Và vì có Xuyến nên kéo thêm Bảo, vào phút chót, thêm cả vợ chồng Phượng. Bà Châu mừng lắm, Xuyến và Phượng đều mê bún thang của bà, vừa ăn vừa hết lời khen ngợi. Bà sợ nhất là đãi những người không biết ăn, những người mà cổ nhân gọi là thực bất chi kỳ vị hoặc đàn gảy tai châu, ăn mà không biết thứ nào ngon, thứ nào dở. Bưng bát bún thang ra mà vắt nửa trái chanh vô hoặc bỏ một nắm giá sống vào thì bà ứa gan lắm, chỉ muốn giằng lấy bát bún đem đổ đi cho đỡ tức. Phượng ngồi bên chồng,
tận tình ăn cạn bát bún nóng, mồ hôi loang loáng trên mặt, ngẩng lên hỏi mọi người. Nhưng mà sao lại gọi là bún thang nhỉ? Cả bàn đưa mắt nhìn nhau chờ đợi một người lên tiếng. Chỉnh uống hớp nước lớn. Mặc dầu mặt đã bắt đầu đổi sang màu đỏ nhạt, anh khề khả đáp. Ăn thì cứ ăn, miễn là ngon thôi chứ. Hỏi tại sao là bún thang thì chịu. Giống như người ta gọi là cái nhà, cái bát, cái đũa, thế thôi. Bà Châu buông đũa giải thích với con rể. Nói như anh thì còn chuyện gì để mà nói nữa. Bún riêu, bún ốc, bún mọc, mỗi thứ đều có cái tên riêng. Nói ra là người ta biết ngay. Nhưng bún thang á thì nhiều người chả hiểu là gì. Tôi nhớ cái dạo trước ông cụ tôi có lần bảo là thang có nghĩa là canh. Người Tàu người ta bảo thế. Nhưng mà cũng có thể là bún thang gồm nhiều vị. Mỗi thứ mình bốc một chút và giống như là thang thuốc bắc á, nên mới có cái gọi là bún thang. Bảo gật gù nói. Cháu thấy cách giải thích ấy hợp lý hơn. Mỗi thứ một tí, đúng đấy nhỉ. Trứng này, giò này, thịt gà, tôm khô, rau răm, hành lá, đúng là thang thuốc. Bà Châu hãnh diện hỏi Xuyến. Thế bên Úc cháu có được ăn cái món bún thang giống như thế này không? Mọi người cùng nhìn Xuyến chờ đợi, nàng nói. Dạ, nói chung thì cộng đồng mình bên đó bây giờ đông lắm, chả thiếu món gì. Nhưng mà nấu kỹ lưỡng như gì thế này thì chả có đâu. Nhà hàng mà họ làm đại khái cho có thôi. Chỉnh lấy kinh nghiệm của mình ra phân trần. Với lại nhà hàng mà nấu ngon quá thì lỗ chết. Bán đắt thì chả ai ăn, mà bán rẻ thì mất vốn. Câu chuyện bỗng vui hẳn lên vì xoay quanh đề tài các món ăn. Người tham gia phát biểu nhiều nhất là Chỉnh, chồng của Hiên. Có lẽ vì hôm nay Chỉnh uống hơi nhiều, giọng nói khề khà nhưng vẫn còn sáng suốt. Trần Cung bảo Chỉnh. Tôi tưởng ông chỉ biết nấu có mỗi món bún măng vịt, nhưng mà không ngờ lại ông lại biết nhiều quá mà món nào cũng đến nơi đến chốn. Chỉnh cười hiền hòa đáp lại. Anh Cung biết không, hồi em chưa gặp nhà em, có ông thầy bói bảo em là số cậu này sau chỉ nấu bếp là giỏi. Lúc ấy em buồn lắm, cứ tưởng mình lớn lên sẽ làm vương làm tướng gì, hóa ra suốt ngày chui vào bếp làm ông táo. Nhưng em thấy nấu bếp cũng là một cái thú. Hiên lên tiếng bênh vực chồng. Nhưng mà đâu phải chỉ là cái thú không đâu. Nấu bếp cũng là làm văn hóa chứ bộ. Không nghe người ta nói là văn hóa ẩm thực hay sao? Người Tàu nè, có mì hoành thánh nè. Người Nhật thì có sushi nè. Hàn Quốc thì có kim chi nè. Việt Nam ta có phở nè. Tất cả đều là những nét đặc trưng của mỗi quốc gia trên trường quốc tế chứ bộ. Xuyến ngạc nhiên nhìn Hiên và kêu lên. Ôi trời, con này giỏi. Vậy mà tao nghĩ không ra chứ. Mày lấy Chỉnh thật là môn đăng hộ đối nha. Chồng thì thích nấu, vợ thì thích ăn. Làm gì có một cái cặp xứng đôi vừa lứa hơn. Cả nhà cùng cười ầm ĩ sau câu nói khôi hài của Xuyến. Phượng ngồi bên cạnh Trần Cung, hết nhìn Hiên lại nhìn Chỉnh, và lần đầu tiên để ý thấy hai người rất ý hợp tâm đầu. Đối với xã hội Việt Nam, một người chồng như Chỉnh có thể bị coi thường vì suốt ngày chỉ lủi thủi trong bếp. Người ta trọng những người đàn ông có chức phận, ăn trắng mặc trơn, cổ cồn cả vạt, xách cặp táp đến sở làm hàng ngày, chỉ ít ai quan tâm đến những người lao động chân tay. Chủ nghĩa xã hội bao nhiêu năm nêu cao khẩu hiệu lao động là vinh quang, nhưng chưa hề có ai chân lấm tay bùn mà thấy mình vinh quang cả. Nói chung là xã hội Việt Nam trọng cái vỏ bề ngoài, nặng về mặt mũi chứ không nhìn thẳng vào thực chất ở mỗi con người. Ngay cả vấn đề đạo đức cũng không còn được chú ý đến nữa. Một người giàu dù bất chính, dù tham ô hay tàn ác vẫn được nể nang hơn người liêm chính mà thanh bẩn. Đến như Trần Cung chồng Phượng, trong cách nói chuyện với Chỉnh cũng không giấu được vẻ khinh bạc, coi Chỉnh thuộc đẳng cấp khác, không thể xếp ngang hàng cùng với Trần Cung được. Cho nên trong thâm sâu, Phượng vẫn cho là Hiên may mắn hơn mình về đường tình duyên, ít nhất là chưa bao giờ Hiên phải mất mặt đi đánh ghen hoặc nửa đêm dìu chồng từ quán nhậu về. Phượng bảo Hiên. Ôi, muốn ăn thì lăn vào bếp. Mày có ông chồng giỏi nấu nướng như vậy thì chả bao giờ sợ chết đói. Nhất nghệ tinh, nhất hân vinh là thế. Xuyến cũng định nói thêm một câu khen ngợi Chỉnh để tránh hiểu lầm là mình xem thường nghề nấu bếp. Nhưng bỗng phone tay của nàng để trong bóp reo lên. Xuyến hơi ngạc nhiên. Số điện thoại mới của nàng chỉ có ba người biết là Bảo, Hiên và Phượng. Thì cả ba đều đang ngồi đây. Sao lại có tiếng phone reo? Nàng mở bóp lấy ra, nhìn số lạ không đoán được là ai. Cả bàn im lặng nhìn Xuyến.
Nàng mở nắp điện thoại đưa lên nghe và hỏi: Hello, ai đó? Không ngờ đầu dây bên kia là chị Năm. Xuyến giật mình đứng ngay dậy, bỏ bàn tiệc, bước nhanh ra hẳn ngoài hiên. Đường phố hôm nay đã nhiều tiệm mở lại, nhưng chỉ mở cho có thôi, chứ khách hàng thưa thớt lắm. Mùng 3 Tết ai đã đi mua sắm gì? Xuyến hồi hộp nói: Chị sắp lên máy bay chưa? Bên này em chờ chị, em sốt ruột lắm rồi. Chị Năm bình thản nói: Chị đang ở Sài Gòn này cưng, chị về chuyến sớm nhất sáng nay. Xuyến mừng rỡ hỏi thêm: Ồ, chị đang ở đây rồi hả? Vậy chừng nào em gặp chị? Chiều nay được không? Chị Năm phân trần: Trời ơi, chị mắc nhiều công chuyện lắm, chắc không có gặp em được đâu. Chị nhờ đứa cháu chị tới gặp em nghe, nó tên là Quấn. Giờ này nó cũng đang đi công chuyện cho chị, chừng 4-5 giờ đi mới rảnh, chị điện cho em trước. Quà của chị đó em cứ đưa cho nó. Xuyến ngắt lời: Chị không cần gặp em thì em khỏi đổi vé máy bay phải không chị? Mai em cứ về bình thường phải không? Chị Năm bảo: Thì tùy em, nếu em không muốn ở lại chơi thì cứ gì à. Chị em mình gặp nhau lại bên Úc nghe. Rồi chị bất chợt đổi giọng hớn hở bảo Xuyến: Nhiều chuyện chị muốn kể cho em nghe lắm, mà thôi về bển rồi nói. Mắc cười lắm em ơi, từ bữa em đi tới giờ nghe chị vô casino đều vậy đó. Có bữa thua sạch túi nha, xuống máy lấy 500 gỡ lại hết trơn à, còn lòi được mấy ngàn nữa đó. Xuyến hứng hờ đáp: Số chị lúc nào cũng hên. Giờ này Xuyến không còn một chút hứng thú nào khi nhắc đến casino. Chỉ vì nó mà nàng điêu đứng suốt 10 ngày qua, suýt nữa thì vào nằm đếm thời gian trong tù. Chị Năm thì chưa hiểu tâm trạng của Xuyến nên vẫn tưởng Xuyến là đồng minh chia sẻ với mình mỗi khi nói về đề tài hấp dẫn này. Chị Năm cúp phone rồi, Xuyến còn đứng lại ngoài sân, phân vân suy tính xem có nên nán lại thêm một tuần với Bảo hay không. Dĩ nhiên Xuyến rất muốn ở lại, nhất là sau khi đã giao hết hàng cho chị Năm, để đầu óc không còn chút vướng bận nào nữa. Nhưng ở lại thì phải mướn hotel chứ đâu có thể nương nhờ nhà Phượng được, rất bất tiện cho những buổi gặp gỡ người tình. Mà mướn khách sạn thì phải xuất trình passport trong khi tên nàng đang ghi trong sổ đen của công an. Rồi đang nằm ôm Bảo mà công an ập vào xét hỏi, dù không tịch thu được tang vật thì nàng cũng sẽ lộ hết tông tích trước mặt Bảo. Nghĩ thế, Xuyến quyết định ngày mai sẽ trở về Úc, rồi dăm bữa nửa tháng quay trở lại đây trong một chuyến du lịch hoàn toàn hợp pháp và thanh thản. Chừng đó Xuyến muốn ở lại bao lâu cũng được. Về phần chị Năm, chị có bận gì đâu, chẳng qua vì chị quá cẩn trọng nên không muốn trực tiếp gặp Xuyến mà thôi. Chị mua vé máy bay về hôm nay, nhưng báo trước cho Xuyến là ngày mai mới về. Chị vẫn tin chắc là Xuyến đang bị công an theo dõi sau khi Hiếu bị bắt, cho nên gặp Xuyến có thể chị cũng sẽ trở thành đối tượng nghi ngờ của cảnh sát. Bởi vậy, chị mới nhờ đứa cháu đi nhận hàng, mà dĩ nhiên chị không hề cho nó biết đó là hàng gì. Xuyến vén tay áo nhìn đồng hồ, mới hơn 1 giờ trưa, Xuyến sẽ ở lại đây cho đến khoảng 3 giờ thì về nhà Phượng, chờ điện thoại của đứa cháu chị Năm. Thanh toán xong mấy cái quần lót và cái xu chiêng, Xuyến sẽ đóng hành lý đi ăn tối với Bảo, rồi sáng mai ra phi trường. Xuyến quay vào nhà, ngồi xuống chỗ cũ và hớn hở nói: Xin lỗi mọi người, tiệc đang vui mà cứ có người phá đám. Bảo ngạc nhiên hỏi: Ai biết số phone của Xuyến mà phá đám? Xuyến lặp lại điệp khúc cũ: Em có cho ai đâu, nhưng mà đêm qua em gọi về Úc cho con em. Bà Châu vội ngắt lời: À, gọi cho con Nhung ấy à con? Thế nó có ngoan không? Dì nhớ nó quá à. Lần sau có về nhớ đem nó về luôn thế. Xuyến đáp cho qua chuyện: Vâng, để kỳ nghỉ hè rồi cháu sẽ mang nó về. Bàn tiệc ồn ào quay trở lại với đề tài các món ăn, rồi chuyển dần sang lĩnh vực đầu tư địa ốc và lan rộng ra cả thị trường chứng khoán, là thứ rất mới mẻ ở Việt Nam. Ai cũng muốn lắng nghe Xuyến phát biểu, bởi cứ tưởng Xuyến đã ở 10 năm tại nước ngoài thì phải dày dạn kinh nghiệm về các địa hạt này. Kỳ thực sau 10 năm tại Úc, có lẽ chỉ có mỗi đề tài mà Xuyến thông suốt là đánh bài tại casino. Hôm sau, đúng như dự tính, Bảo tiễn chân Xuyến ở phi trường. Xuyến đã giao túi bạch phiến lại cho người nhà của chị Năm nên rất thảnh thơi ra đi. Đêm qua, sau bữa ăn tối tại nhà hàng, Xuyến đã theo Bảo về để từ giã bố mẹ Bảo. Bà mẹ rất mừng vì Xuyến không nán lại quấy rầy con trai bà thêm ngày nào nữa, nên bà hân hoan nói: Vâng, chúc cô lên đường bằng an. Bà chỉ nói một câu ngắn cho đúng thủ tục và dĩ nhiên không hẹn ngày tái ngộ. Rồi bà bỏ xuống bếp ngay,
làm như đang dở tay ở dưới đó. Ngược lại, ông bố thì rất thân thiện, kiên nhẫn ngồi tiếp Xuyến cả hơn nửa giờ. Ông ân cần hỏi, thế bao giờ cháu lại về bên này? Xuyến mỉm cười nhìn Bảo rồi đáp, thưa bác, con đang định hỏi bác là lần sau con về, bác có cho con lại nhà thăm bác nữa hay không ạ? Ông cười hiền hòa đáp, bác lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng quan trọng là giữa cháu với Bảo thôi. Bảo nhìn Xuyến chân tình nói tiếp ý của bố. Cũng chả phải giữa con với Xuyến, con lúc nào cũng sẵn sàng. Quan trọng chỉ là do Xuyến mà thôi. Câu nói thiết tha ấy giờ này nhớ lại Xuyến vẫn còn rất xúc động và lại càng thêm áy náy bởi không biết có phải Bảo mê Xuyến vì Bảo tưởng lầm là Xuyến có tài sản lớn bên Úc hay chăng? Chẳng nhẽ khai toạc ra là Xuyến đang trắng tay vì cờ bạc hay sao? Mà không nói rõ thì sợ rằng một ngày nào đó Bảo khám phá ra sẽ thất vọng và đột ngột đổi thái độ với Xuyến. Xuyến gửi hành lý rồi nắm tay Bảo bịn xịn nói. Anh à, em xin lỗi anh nha. Chuyến này em về có chút việc riêng, định hùn hạp làm ăn với người ta. Em đâu có ngờ là em gặp anh rồi em yêu anh. Em không có chuẩn bị gì hết á. Thành ra có những lúc đang ở bên anh thì lại phải bỏ đi. Em mong là anh thông cảm và tha thứ cho em. Lần sau em về, chắc là em chỉ ở bên anh thôi. Bảo tưởng Xuyến nói thật nên mủi lòng đáp. Anh hiểu. Thôi em về thu xếp chuyện bên Úc đi, rồi quay lại với anh càng sớm càng tốt. Xuyến rơm rớm nước mắt ôm choàng lấy Bảo rồi chia tay để vào bên trong vì còn phải xếp hàng qua hải quan và thủ tục an ninh phi trường. Bảo đứng vẫy tay nhìn theo cho đến khi Xuyến khuất hẳn mới lầm lũi quay ra. Phi trường hôm nay không đông lắm vì mới mùng 4 Tết. Thấp thoáng trong đám hành khách nối đuôi nhau chờ qua hàng rào hải quan, Xuyến nhận ra một người quen ở Úc giơ tay chào Xuyến. Nàng gật đầu đáp lễ rồi cúi xuống ngay vì không muốn nói chuyện. Nàng thở phào nhớ lại chặng đường 10 ngày cực kỳ sóng gió vừa qua và một lần nữa nàng càng tin vào sự đưa đẩy của định mệnh. Cụ thể nhất là một người đàn ông toàn hảo như Bảo mà bao nhiêu năm qua vẫn sống lẻ loi để chờ gặp nàng. Nếu không phải do số mệnh sắp đặt thì làm gì có chuyện ấy. Ngay cả việc nàng thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc cũng chỉ là do sự an bài kỳ diệu của số trời mà thôi. Chị Năm đưa Xuyến vào con đường buôn lậu hàng quốc cấm, nhưng cũng chính chị Năm cứu Xuyến khỏi tù nhờ sự nhanh trí và kinh nghiệm của chị. Xét cho cùng thì đó cũng vẫn là định mệnh, bởi nếu không có cuộc phiêu lưu nguy hiểm này thì Xuyến đâu có gặp được Bảo. Chuyến này trở về Úc, Xuyến sẽ tu tỉnh lại, đoạn tuyệt nếp sống cũ, giã từ sòng bài rồi thu xếp chuyện nhà trước khi quay lại gặp Bảo, bàn chuyện tương lai, đôi lứa, 3 năm lưu lạc giang hồ, một ngày tu lại cơ đồ vẫn nên. Hơn 30 tuổi, Xuyến bắt đầu cuộc đời mới cũng chưa muộn. Xếp hàng khoảng 20 phút thì đến lượt Xuyến vào cửa hải quan. Vừa nhìn passport và vé máy bay của Xuyến, nhân viên hải quan đứng ngay dậy và nghiêm giọng ra lệnh. Mời bà theo tôi vào trong này. Dù đã đoán trước, Xuyến vẫn giật mình tái mặt. Hành lý của Xuyến gồm một cái vali lớn đã gửi lúc check-in, còn lại là một cái vali nhỏ kéo theo lên máy bay và cái giỏ đeo vai đựng vài thứ lặt vặt cùng đồ make-up. Vì biết mình bị tình nghi, thể nào cũng bị kiểm tra, nên Xuyến cố gắng giản tiện tối đa, không sắm quà cáp gì cả và cũng không nhận bất cứ thứ gì Bảo mua tặng. Dì Châu và Hiên chuẩn bị sẵn cho Xuyến cả một vali hàng đặc sản, nhưng Xuyến đều bỏ lại và bảo, thôi dì cứ giữ hộ cháu đi, tháng sau cháu về rồi cháu xin dì. Chẳng những thế, Xuyến còn cẩn trọng bỏ lại cái vali lớn ở nhà Hiên, bắt Bảo đưa đi mua cái khác mới tinh, bởi cái vali cũ ấy đã từng chứa mấy cái quần lót bọc bạch phiến, sợ rằng còn vương mùi lại và khi hải quan cho chó ngửi sẽ phát hiện được. Theo lời khuyên của chị Năm, Xuyến không đổi vé máy bay nữa, giữ đúng ngày về để chứng tỏ nàng không làm điều gì khuất tất. Dù vậy, hải quan vẫn lôi nàng vào phòng kiểm tra đặc biệt vì tên nàng đã bị ghi trong danh sách tình nghi tội phạm. Gã nhân viên đưa Xuyến vô căn buồng nhỏ, trong đó đã có sẵn 3 phụ nữ đứng chờ bên cạnh một chiếc bàn nhỏ.
Gã trao sổ thông hành và boarding pass của Xuyến cho họ, rồi quay ra khép cửa lại. Ba nữ nhân viên hải quan đều cỡ tuổi trung bình, mặc sắc phục có gắn bảng tên trước ngực, mặt hầm hầm nhìn Xuyến như đang nhìn một con mồi vừa xa lưới. Một người bảo: "Bà chốt hết mọi thứ trong giỏ ra đi, cho chúng tôi kiểm tra." Xuyến đi thẳng vào vấn đề: "Ờ, tôi không có gì để khai báo, không có gì để kiểm tra đâu. Để khỏi mất thì giờ các chị, tôi biếu mỗi chị 50 đô bồi dưỡng." Xuyến vừa dứt lời thì một người đàn ông mặc thường phục, sơ mi ngắn tay tự tiện đẩy cửa bước vào, mắt đăm đăm nhìn Xuyến và hỏi: "Bà là Trần Kim Xuyến, Việt Kiều Úc phải không?" Xuyến không biết gã là ai nên khẽ gật đầu: "Vâng, tôi đây, có gì không ông?" Gã không trả lời Xuyến, quay sang bảo ba cô hải quan: "Đúng rồi đấy, các chị tiến hành kiểm tra đi." Dứt lời gã bỏ ra ngoài. Gã chính là người đã tự xưng là Nghĩa, em của Hiếu, để nói chuyện điện thoại với Xuyến. Hai hôm trước, gã là thượng úy công an chuyên phối hợp với hải quan để bắt người buôn lậu bạch phiến qua ngã phi trường. Với tất cả những thông tin do Hiếu cung cấp, gã biết hôm nay Xuyến trở về Úc, nên gã đích thân ra báo cho hải quan biết. Mặc dầu gã cũng đoán trước là Xuyến sẽ đi tay không, bởi vì cách đây hai hôm, khi Hiếu hẹn Xuyến đem hàng giao cho Hiếu tại sân nhà thờ Đức Bà mà Xuyến không đến, tức là kế hoạch của gã đã hỏng rồi. Gã ra khỏi phòng rồi, một cô nghiêm mặt nhìn Xuyến và nhắc lại: "Đề nghị cởi hết quần áo ra cho chúng tôi khám xét. Quần lót, nịt vú, cởi ra hết, chúng tôi phải làm nhiệm vụ." Xuyến lưỡng lự nói: "Ơ nhưng mà tôi chỉ còn có hơn nửa giờ là lên máy bay." Một người ngắt lời: "Lỡ chuyến này thì đi chuyến sau, cởi quần áo ra." Xuyến làm theo lệnh, cởi hết quần áo rồi ngồi co ro ở cái ghế đặt sát vách. Ba cô nhân viên hải quan bắt tay vào việc, khám xét tỉ mỉ từng chút, từ gấu áo gấu quần, cái giỏ sách, cái vali kéo, từng lọ mỹ phẩm cho đến gót giày của Xuyến. Nhưng dĩ nhiên chẳng có dấu vết gì. Hơn nửa tiếng sau, họ cho phép Xuyến mặc quần áo lại rồi trả passport và vé máy bay cho Xuyến, vừa kịp giờ để Xuyến lên cổng dẫn vào phi cơ. Nàng gọi cho Bảo lần chót trước khi theo những hành khách cuối cùng vô máy bay. Ngồi trên phi cơ giữa một đám đông hành khách đa số là người Việt, Xuyến mới hoàn hồn nhớ lại cuộc phiêu lưu 10 ngày vừa qua. Chả có cái dại nào bằng cái dại này. Hải quan không nghi ngờ thì thôi, chứ nếu họ đã nghi ngờ thì lối khám xét kỹ lưỡng như thế, làm sao khách hàng có thể mang hàng quốc cấm chót lọt được? Hèn gì mà có người phải nuốt bạch phiến vào bụng. Cứ như lời chị Năm dụ dỗ Xuyến ở casino bên Úc thì mọi chuyện có vẻ dễ dàng lắm. Nhưng thực tế không phải như vậy. Thật là một kinh nghiệm để đời mà từ nay Xuyến sẽ khắc ghi mãi. Không bao giờ dám nghĩ đến chuyện buôn lậu nữa. Cái tên Trần Kim Xuyến đã nằm trong sổ đen, vô hay ra Việt Nam đều sẽ bị đẩy vào phòng kiểm tra đặc biệt. Xuyến ngả đầu ra thành ghế, nhắm mắt lại và nghĩ đến Bảo, người đàn ông lý tưởng nay mai sẽ đưa Xuyến sang khúc rẽ mới của cuộc đời. Rồi Xuyến lại miên man nhớ lại mấy ngày vui chơi bên Phượng và Hiên. Lòng nàng nao nao hối hận vì những giờ phút hiếm hoi ấy bên cạnh bạn bè, nàng đã không hòa mình trọn vẹn chỉ vì mối bận tâm quá lớn lúc nào cũng đè nặng trong lòng. Xuyến thở dài và tự an ủi: "Thôi, mai kia về ở hẳn với Bảo, lúc ấy tha hồ mà vui." Cùng với ý nghĩ lan man ấy, Xuyến mệt mỏi ngủ thiếp đi, phi cơ cất cánh cũng không hay. Đến phi trường Melbourne, Xuyến lấy hành lý rồi đón taxi về thẳng nhà. Phố xá và khung cảnh quen thuộc cho Xuyến cái cảm tưởng mình vừa trở về từ cõi chết sau cuộc mạo hiểm mà chẳng bao giờ nàng nghĩ mình sẽ dính vào. Xe vào gần thành phố, nàng ngước lên nhìn cái đỉnh building cao ngất có gắn chữ Crown và cái phù hiệu vương miện thật đẹp lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh. Đó là tòa nhà casino ngạo nghễ, mỗi ngày một mở rộng hoành tráng hơn, từng làm khổ biết bao nhiêu người, trong đó có Xuyến. Nàng cúi xuống nắm chặt bàn tay để tỏ dấu hiệu cương quyết từ nay giã từ hẳn, không muốn nhìn thấy cái casino oan nghiệt đó nữa. Chỉ vì nó mà Xuyến phải lao vào chuyện khuất tất, suýt nữa thì chôn vùi trọn cuộc đời trong tù. Về đến nhà, Xuyến mở cửa bước vào. Chủ nhà chắc đi vắng cả vì không thấy tiếng ồn nào như thường lệ. Xuyến quăng hành lý giữa phòng rồi ngồi phịch xuống cái sofa cũ. Căn buồng chật chội và nghèo nàn đưa Xuyến trở về thực tại.
Nàng não nề thở dài vì so với Hiên và Phượng và bao nhiêu bạn bè còn ở lại, Xuyến thua sút quá xa, chứ nói chi đến Bảo. Bảo mà sang đây chứng kiến cuộc sống eo uột của Xuyến trong căn phòng mướn như thế này, không biết Bảo có còn muốn gặp Xuyến nữa hay không. Ngồi một lúc, Xuyến đứng dậy tiến lại mở tủ lạnh. Mấy ngăn đều trống trơn, việc trước mắt của Xuyến bây giờ là đi chợ, sau đó sẽ phone cho Tạo để nhờ Tạo chiều nay đưa con về với Xuyến. Xuyến vào buồng tắm xối nước, thay quần áo trang điểm sơ sơ rồi xách bóp ra cửa. Chiếc xe cũ đậu bên hông nhà, rải rác lá phủ trên mặt kính phía trước phía sau. Xuyến bật máy rồi lấy miếng rẻ lau sơ cho sạch, và nàng re xe ra đường lớn để rẽ về hướng khu phố Việt Nam. Nhưng đi mới được nửa đường thì Xuyến lại thấy trong lòng nổi dậy sự thôi thúc quen thuộc. Giờ này thì còn quá sớm, mấy tiếng đồng hồ nữa con Nhung mới đi học về. Mà dù nó có ở lại với bố nó thêm một ngày nữa chắc cũng chả sao. Máu đam mê cờ bạc lại nổi dậy mãnh liệt. Trong bóp còn đấy hơn 3.000 bạc và mấy trăm đô tiền Úc, vài món nợ chưa trả xong, cứ tạm gác lại đã rồi tính sau. Xuyến đổi ý, thay vì đi chợ, nàng quẹo xe quay về hướng casino. Xuyến tự bảo nàng sẽ vào Crown thử thời vận một lần chót, rồi sẽ vĩnh viễn giã từ sòng bài.